Giờ mình bắt đầu vô ha. Thì trước tiên thì tôi sẽ giới thiệu về cái khóa học ha. Khóa học thì là khóa cơ bản. Không biết là cô D đã gửi cho các bạn cái chương trình học hay chưa? Chắc đăng ký học là cũng đã có rồi ha. Thì giới thiệu sơ qua về cái chương trình học ha. Thì đây là cái phần thiết kế cơ bản, cái là cơ bản nghĩa là các bạn nghĩ là các bạn chưa biết gì về cái anh âm gì hết, mình sẽ bắt đầu từ đầu đó. Thì buổi học thì sẽ giới thiệu về cái quy trình thiết kế phần cứng, các bước trong thiết kế PCB layout để cho các bạn nắm nắm trước được các cái bước đó, để mà mình biết được cái thiết kế PCB layout là cái gì, thiết kế điện tử là gì, để mình có cái định hướng mà mình học cho nó hợp lý ha. Ai là giới thiệu một số cái chương trình đó, giới thiệu một số cái chương trình tài liệu học cho bạn. Tài liệu học thì nó có thứ nhất là dạy cho hướng dẫn cho bạn về thiết kế sơ đồ nguyên lý và bo mạch sử dụng để, các bạn có nghe về cái mạch Arduino không? Arduino, Arduino này nè, mình sẽ thiết kế mạch này. Các bạn thích thì bạn có thể sau khi thiết kế xong thì bạn có thể đem đi sản xuất mua linh kiện, tại vì ở đây cái mo này làm hai lớp thôi ha, làm hai lớp để cho các bạn học thôi. Rồi ở đây có các tài liệu về IDC, rồi tài liệu HCO PCB Design Manufacture Unity. Thì mát nó sẽ giới thiệu sơ sơ về cho các bạn các phần này để các bạn đọc ha. Rồi buổi thứ hai là mình sẽ học về sơ đồ nguyên lý, vẽ một sơ đồ nguyên lý như thế nào. Đây là cái bước giới thiệu về vẽ sơ đồ nguyên lý. Rồi buổi 3 ha. Buổi 3 là mình vẽ sơ đồ xong thì mình sẽ xuất dữ liệu ra như thế nào. Bơm nè, rồi hướng dẫn vẽ nhiều tem như thế nào, rồi tạo linh kiện, cách chia linh kiện thành nhiều phần chẳng hạn. Thì những cái con linh kiện mà hai chân, ba chân, bốn chân, rồi những con ít chân thì mình tạo nó một khối thôi. Còn đối với những con mà nhiều chân, ví dụ những con PCA lên tới 2-3 ngàn chân đi chẳng hạn, thì mình không thể tạo thành một nguyên một cái được ha. Mình tạo một lúc mà một con mà mấy ngàn chân thì không có tem nào chịu nổi hết á, mình cũng kiểm soát không có nổi. Rồi trong cái phần sơ đồ nguyên lý, cái sơ đồ nguyên lý thì nó dễ thôi. Các cái thao tác của nó thì rất là dễ, các bạn chỉ cần, thậm chí các bạn chỉ cần lên mạng bạn lấy tài liệu gì bạn đọc bạn làm theo là bạn đã vẽ được cái sơ đồ nguyên lý rồi. Cái khó ở đây á, cái khó của vẽ sơ đồ nguyên lý là các bạn nghĩ ra cái gì để các bạn vẽ thôi. Ví dụ bạn muốn thiết kế ra cái mạch nạp quy chẳng hạn, thì bạn phải nghĩ ra được à, thiết kế mạch nạp quy thì phải làm như thế nào, sử dụng con chip gì, có những cái linh kiện gì chẳng hạn. Bạn nghĩ ra được cái đó xong bạn ý tưởng rồi xong bạn vẽ rất là dễ ha. Chỉ cần tìm ra cái sức dễ 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 cái là xong, không có cái gì mà nhiều hết á, chủ yếu là mình nghĩ ra được cái gì để vẽ thôi. Rồi buổi số 4 là mình sẽ học về bắt đầu bước vô thiết kế PCB layout ha. Đó, thì mình sẽ tạo các cái footprint, giới thiệu cho bạn cái định nghĩa cơ bản một con footprint nó có cái gì và các bước tạo ra sao. Buổi 5 là thực hành tạo ha, tạo một con PCB footprint. Đó, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn là từng bước một, một step by step để bạn tạo ra được một con, và thực hành tạo một cái con linh kiện bằng cách là symbol wizard. Symbol wizard là những cái con mẫu á, các bạn biết những con ví dụ như là người ta nói là QFB, TQFB hay là SOIC rồi chẳng hạn, đó là những cái kiểu chân linh kiện chuẩn đó. Thì những cái kiểu chân linh kiện chuẩn thì mình sẽ có cái phần, có cái chương trình để mình tạo ha, chứ mình không phải tạo theo kiểu là manual đặt từng chân vô, nó có cách tạo của nó cho nhanh. Thứ sáu là giới thiệu về cái bo mạch thực hành. Đó, bo mạch thực hành của mình thì đó là cái bo Arduino Nano 2. Mình sẽ biết cách là import cái DSS vô như thế nào, rồi import cái list, làm cái layer setup,
bố trí linh kiện linh bo. Buổi 7, buổi 8 là mình sẽ thiết lập các cái constraint cơ bản như là width spacing rồi bia như thế nào, hướng dẫn tạo các constraint vision. Có những cái vùng ví dụ khi mình vẽ trong DJ chẳng hạn, ở ngoài thì mình vẽ cây lớn, cái spacing lớn, nhưng mà khi mà mình vô trong con DJ á thì nó chân nó hẹp lắm, thì lúc đó mình phải giảm cái room nó xuống, giảm cái độ rộng, giảm cái khoảng cách giữa các cái đối tượng với nhau xuống để cho mình có thể vẽ vô đó được, thì nó sẽ dùng cái constraint. Rồi buổi 9-10 là hướng dẫn các bạn như là pin out, routing, rồi độ đồng, cấp vua là độ đồng ha, sắp xếp assembly, syring đó là tên của linh kiện cho nó như thế nào á, mình phải sắp xếp để khi mình ra sản xuất thì mình có thể nhìn vô mình biết được nó như thế nào, con nào nằm ở đâu á. Rồi buổi 11, 12 là kiểm tra sửa lỗi, tạo report để tạo những cái report để xem là còn những lỗi nào đã kết nối hết hay chưa những hạn. Rồi đối với những cái công ty chuyên nghiệp thì nó có thể đặt những cái logo vô, logo công ty rồi vô những cái khung thiết kế. Các bạn nhìn những cái bản vẽ mà người ta vẽ thiết kế nhà rồi đó, người ta hay có những cái bản vẽ đó thì mình cũng bỏ vô, rồi tắt nó rồi gì leo sắt rồi reel chat rồi gì ha, hướng dẫn từng từ cho các bạn, giải thích chi tiết từ cái cho các bạn hiểu. Rồi thiết lập tham số cho reel, gobbler, gobbler là cái bản phim á, bản phim mà cái bản phim mà để mình đưa ra mình đem đi sản xuất á. Rồi mình có thể sử dụng phần mềm CAM Static. CAM Static là phần mềm mà khi mà mình xuất các bản phim ra đưa cho nhà sản xuất thì họ sẽ dùng các cái tool ở bên đó để các cái công cụ, các phần mềm của họ để họ check ha, họ check short, open rồi check khoảng cách giữa các cái linh kiện, các đối tượng luôn để đảm bảo được cái quá trình sản xuất, đảm bảo là khi ra sản xuất là nó không bị lỗi. Chúng ta có một số cái phần mềm đó, đó là chương trình học của mình nó là vậy. Thì tiếp theo tôi sẽ giới thiệu cho bạn các cái tài liệu mà mình cần có để học ha. Dưới đây nó có hai phần, một phần là tài liệu học. Trong tài liệu học Anthem này thì có tài liệu hướng dẫn Anthem nè. Thì đây là những cái tài liệu mà trên mạng người ta hướng dẫn cho mình. Đó, có những cái tài liệu để hướng dẫn là hướng dẫn cho các bạn. Có nhiều cái tài liệu tiếng Việt, tiếng Anh rồi của tiếng Việt của những người mà người ta viết ra đó thì các bạn có thể đọc tham khảo, còn không thì các bạn chỉ cần đọc cái phần tài liệu tham khảo của tôi là cái thiết kế sơ đồ nguyên lý và kho mạch này là đủ rồi ha. Còn các bạn thích tham khảo thêm thì đọc thêm mấy tài liệu kia. Rồi thì tài liệu tham khảo thì các bạn có một số cái tài liệu ở đây. Và cái ITAP Schematic Design Convention này thì các bạn tham khảo thôi, tại vì mỗi công ty á thì họ sẽ có những cái bộ quy tắc khác nhau để mà thiết kế nha. Ở đây các bạn có thể tham khảo thôi. Ví dụ cách đặt symbol như nào, cái này thì ở trên OCAD, nhưng mà các bạn cũng có thể tham khảo để mình đặt tên cho bên Anthem cũng được. Thì cách đặt tên cho linh kiện là mình đặt làm sao để cho mình dễ hình dung, dễ nhớ, để sau này mình lo linh kiện ra mình dễ tìm được linh kiện ha. Thì nhiều bạn nói là Anthem thì nó dễ học hơn, tôi thì tôi chuyên về bên cái OCAD Cadence hơn, chỉ có anti âm thì họ cũng làm thôi, không làm nhiều lắm trên anti âm.
chủ yếu là cái phần mềm chữa đanh. Thì khi mà các bạn thiết kế về Hashbit á, và cái bo với cái độ phức tạp cao á, thì người ta sẽ sử dụng phần mềm là chữa đanh hơn là phần mềm Hashbit. Nhiều bạn nói thôi là phần mềm Hashbit dễ xài hơn phần mềm chữa đanh thầy ơi. Đúng, đúng là nó dễ xài thiệt, tại vì nó thông dụng mà, nó quảng cáo cũng nhiều. Kể cả Octave về layout mà bản full của nó chắc khoảng tầm gần cả 100.000 đô á. Nhưng mà khi mà thiết kế những cái mặt mà phức tạp, ví dụ như Cisco họ xài những cái nó thiết kế những vòng mạch lên tới cả 20 mấy ngàn linh kiện, mấy chục ngàn cái connection ở trên đó, và cái rule của nó rất là phức tạp, thì cái thằng Atom này nó chịu không nổi. Thì đây là cái quy tắc đó, thì nhiều như là nhiều khi là thằng bên Anti-Âm nó quảng cáo rất là nhiều là thư viện rồi thư viện linh kiện rồi 3D đồ này kia đủ thứ hết đó, nó quảng cáo rất là rộn hơn. Nhưng thực tế khi mà các bạn làm thiết kế thực tế để đi sản xuất đó, thì gần như tôi chưa bao giờ sử dụng các cái thư viện của các phần mềm đó, kể cả Kdenn cũng vậy. Kdenn thiết kế nhiều nhưng chưa bao giờ sử dụng phần mềm của Kdenn hết, chưa bao giờ sử dụng linh kiện của cái anh để mà thiết kế là, mà toàn là tự build thôi. Đó. Tại vì mỗi công ty họ có những cái rule khác nhau, rule đặt tên khác nhau, rồi rule này kia kia nọ rồi khác nhau, nên khi mà sử dụng những cái linh kiện mà có sẵn người ta share trên mạng đó, họ làm họ chỉ làm họ làm chưa chắc đúng. Tôi thấy thử vài cái thì thấy sai rất là nhiều ha. Thứ hai nữa là nó không có đúng rule, lấy về cũng phải sửa. Thứ ba nữa là lấy về là cũng phải tham khảo datasheet chứ không phải lấy về là xài liền được. Ví dụ như nói con điện linh kiện là 0603, những con cơ bản như linh kiện dán như là 0603, 0402 rồi chẳng hạn thì UV có thể xài được. Như những con ví dụ như con connector USB đi chẳng hạn. USB thì nó có vô vàn loại USB. Có rất là nhiều hãng và có rất nhiều là nhiều loại USB. Giả sử như USB Type-C đi, bạn lấy một con USB Type-C thì hãng nó cùng một hãng thôi, nó cũng có rất là nhiều loại, loại đứng, loại ngang, loại dán, loại ru-hon, đồ đủ kiểu hết, nên mình phải lấy về xong mình phải sạc đúng mặt number và mình so sánh đúng, mình thấy là nó đúng kích thước hết thì mình mới dùng được, chứ không phải cứ lấy về là dùng đâu. Lấy đại lên về xong tới chừng ra mua không có thì bắt đầu lại bỏ, phải làm lại. À, thì không làm vậy mà mình phải đảm bảo được là mình có được cái bảng number, có được data sheet xong mình lấy về đó, mình lấy build đó, mình build thì chính xác là con của mình. Rồi ở đây thì là quy tắc đó, một số cái quy tắc để cho các bạn xem, các bạn tham khảo về cách khi mà các bạn tạo linh kiện về schematic đó, để bạn đặt vô đây. Thấy màn hình không nhìn thấy đấy ạ, nó đứng rồi sao? Thấy à? Vâng. Cái này bị rồi, ok các bạn thấy chưa? Dạ đây là thể. Thì đây là một số cái quy tắc về khi mà các bạn làm schematic á, bạn tạo thư viện linh kiện cho schematic thì bạn có thể áp dụng cái này á, tham khảo rằng cái này thì một số cách tên thôi. Ví dụ như tên nickname chẳng hạn, tên những cái tên đặc biệt chẳng hạn thì mình phải đặt tên cho nó, ví dụ như block hay là power hay là signal, hay là sau này có những cặp và different so pair chẳng hạn thì mình sẽ có những quy tắc đặt tên, những cái nào mà cần cần có rule đặc biệt mình phải đặt tên để mình quản lý được cho nó. Chứ còn các bạn không đặt tên mà các bạn để cho nó chạy tự động á, thì khi mà các bạn vô layout bạn sẽ không biết thằng nào là thằng nào hết á, không biết thằng nào có rule đặc biệt hết, lúc đó phải ngồi dò hoặc nhớ một đống tên của nó đó. Thì đây mình đặt tên theo cách gợi nhớ, ví dụ block thì có CLK chẳng hạn,
hoặc là power thì có cộng 1.8V chẳng hạn. Đó là những cách quy tắc để khi mà mình vô, mình tổng cần biết gì hết, mình nhìn vô cái nét nem cái là mình biết được là cái này là nguồn nè 1.8V, mình sẽ biết cách thiết kế nó như thế nào. Cái này là clock nè, clock thì nó nhiễu gây nhiễu nè, thì mình cần phải xử lý đặc biệt cho nó chẳng hạn. Thì mình nên đặt tên á, cái tính năng đặc biệt mình đặt tên cho nó. Đó, thì đây là một số cái quy tắc cho synthetic các bạn có thể tham khảo. Thì có thể khi các bạn vô công ty khác thì nó sẽ có cái quy tắc khác. Rồi, tiếp theo thì các bạn xem cái tài liệu nữa, tài liệu thứ hai là cái tài liệu giảng dạy này. Đầu tiên nó có cái một cái là sơ đồ khói, các cái lưu đồ cho cái thiết kế schematic ha. Thì mình có thể theo các bước này để mình hoàn thiện một cái schematic. Rồi khi các bạn học ở trường đại học á, bạn làm các đồ án rồi chẳng hạn, thì thông thường mình chỉ làm một cái mặt có một cái tính năng gì đó, xong rồi mình lên mình demo cho thầy dạy đúng cái chức năng đó thì xong, chứ nó chưa ra được một cái gọi là sản phẩm. Còn thực tế khi các bạn ra ra trường mà các bạn đi làm á, cho các công ty, thì công ty điện tử mà ta đâu có làm để chơi đâu, người ta sẽ làm để ra được cái sản phẩm, ra sản phẩm để bán. Mà sản phẩm thì nó phải có gì, nó phải có mặt nè, phải có vỏ hộp nè, đó có đầy đủ một số tính năng của nó, giống giống như con điện thoại chẳng hạn. Con điện thoại thì mình đâu có thể sản xuất cái bộ mặt mình cắm cái LCD lên test thử mình cầm đi vòng mình xài đâu, mà nó phải thành một cái sản phẩm hoàn hoàn chỉnh thì ta mới bán được. Thì cái này là ta phải đầu tiên là phải khảo sát thị trường sản phẩm cần gì, có những tính năng gì để người ta tạo ra một cái gọi là hardware spec này. Ví dụ con điện thoại thì ví dụ điện thoại đó là nó phải màn hình là 6 inch full HD tay thỏ hay gì gì đó nha. Đó thì ta phải làm ra cái đó từ cái yêu cầu sản phẩm, mình mới tạo ra cái hardware spec này, tính năng của hardware. Từ tính năng đó mình mới lựa chọn chip set, từ con chip set đó mình mới tìm các cái linh kiện xung quanh hỗ trợ cho nó, ví dụ như linh kiện cho màn hình nè, linh kiện cho camera nè, linh kiện cho USB nè, linh kiện về thu phát AS chẳng hạn. Thì mình sẽ tìm các cái data sheet này và mình sẽ build ha, build schematic symbol, hay còn gọi là build library á. Library Android symbol, cái này là phải viết cho Android á, nhưng mà thay thế cho anh âm thì nó cũng vậy thôi. Cái này gọi chung là view footprint thôi thì nó dễ hơn các bạn ha. Thì trong các bước của mình thì sẽ có cái bước check á, thì cái này chỉ là cái bước chỉ là một cái lưu đồ cơ bản cho các bạn biết được các cái bước để mình làm thôi. Thì sau khi mình view được cái library xong thì mình sẽ build schematic dựa theo các tính năng của nó, vẽ ra các cái khối schematic, ví dụ như khối camera như thế nào, khối CPU ra thế nào, khối RAM nó như thế nào, mình sẽ vẽ ra, mình phải review chỉnh sửa tới lui, trong đó mình xuất dữ liệu ha, trao đổi dữ liệu giữa layout và schematic, rồi tới bước cuối cùng vẫn là check. Sau khi cả hai cái phần schematic layout nó xong xuôi hết thì mình xuất ra một cái server này là cho cái bản phim để mình đem đi sản xuất. Phần schematic design này á, làm cái hardware spec thì cái này mình phải dựa vào khi mình làm thiết kế từng sản phẩm nó sẽ có những cái hardware spec khác nhau. Mình thấy mỗi con điện thoại mà nó dùng cái chip khác khác nhau chẳng hạn thì nó cũng có những cái spec khác nhau ha, chứ nó không giống nhau. Có con thì xài màn hình 6 inch full HD, 4 GB RAM rồi camera 6.8 chấm gì đó kiểu hết, thì mỗi con nó có sẽ có cái hardware spec khác nhau. Rồi sau khi có spec mình tìm datasheet ha, datasheet thì mình lên các cái trang mạng đó, mình có thể tìm các cái trang nổi tiếng như là Wiki, Mouser hay gì đó để mình tìm linh kiện. Đem về thì nó sẽ cung trong cái datasheet nó sẽ cung cấp cho mình các thông tin để mình build được cái để mình build được cái một cái symbol, một cái symbol ở trong cái schematic của mình.
Sau khi mình view xong library, mình vẽ ra một cái schematic. Thì một cái con từ cái con chipset xong rồi nó ra những cái khối bên ngoài như thế nào mình sẽ vẽ lên ha. Do đó các bạn vẫn phải hiểu về linh kiện, hiểu về các cái giao tiếp của nó, ví dụ như giao tiếp USB là gì, giao tiếp HDMI là gì, giao tiếp LCD, giao tiếp camera như thế nào, thì mình muốn làm được thì mình phải nắm được những cái đó. Đây là một số quy ước để đặt tên cho mình gợi nhớ thôi, để khi mà các bạn qua bên layout các bạn lọc lọc thông tin cho nó dễ ha, lọc tên nét để cho nó dễ, hoặc là khi các bạn viết các tài liệu kỹ thuật cũng dễ. Chứ còn để nó nhảy tự động á, ví dụ như là kép thì nó nhảy ra 7 8 số vậy, toàn số n 001 002, lúc đó làm sao mình nhớ nổi mấy cái số đó. Hoặc là bên Ampium thì nó nhảy số theo kiểu là cái nét xong rồi cái tên kiện cái chân rồi đó, thì mấy cái đó mình rất là khó nhớ mà cũng không hình dung được. Ví dụ nó nét là nét C1 gạch 1 thì mình đâu biết nó là có chức năng gì đâu đó. Nên mình phải đặt tên đó. Rồi sau khi vẽ schematic xong thì mình sẽ xuất dữ liệu sang cho layout ha. Thì cái thằng Ampium á thì nó tạo cái project xong rồi nó sẽ là một cái nó là một cái khép kín luôn, tạo project schematic layout là trong cùng một cái của nó luôn, chứ nó không có xuất đến list ra như ở này ha. Anh tự âm thì từ từ cái schematic là nó update trực tiếp vô layout luôn. Thì đây là một số thông tin cần thiết cho các bạn để các bạn làm layout. Nhất là cái schematic, để chi, để các bạn nhìn vô schematic bạn biết là các cái kết nối của nó như thế nào, cái nào là nét nguồn, cái nét nào là nét high speed chẳng hạn. Và thứ hai nữa là bạn biết được các cái con linh kiện đó nó bố trí như thế nào, để khi mà mình làm placement chẳng hạn thì biết được là những cái con linh kiện nó liên quan với nhau, để khi mình làm placement mình biết cách mình bố trí cho nó hợp lý. Rồi nó có netlist ha, rồi nó có datasheet đó, mình cũng cần cái datasheet này. À, mình cần cái datasheet này với cái bom list này. À, thì cái bom list nó liệt kê ra cho mình thông tin về tên linh kiện, ví dụ như C1, C2, C3, U1, U2, U3 chẳng hạn. Rồi part number là ABCD gì đó của hãng. Ví dụ như TI hay là TI hay là NXP hay là Molex gì đó chẳng hạn, thì mình dựa trên cái đó để mình build ra được cái những cái library ở bên phần layout. Tiếp theo nữa là nó có cái mechanical drawing. Mechanical drawing này là gì? Khi mà cái ông mà ông thiết kế cái khuôn vỏ của sản phẩm á, ví dụ như cái điện thoại nè, ví dụ như điện thoại, như cái điện thoại này chúng ta phải có thiết kế khuôn vỏ đó. Thì cái điện thoại thì nó tạp lắm, nó rất là phức tạp, nó không phải là hai miếng cộng lại với nhau, mà bên trong nó có linh kiện, nó có chỗ camera, có màn hình, có connector, chỗ này cao chỗ này thấp đó. Thì ông phải thiết kế trước cái khơ, cái ông cơ khí ông phải thiết kế cái khung ở ngoài cho mình, xong rồi ông bố trí ông ướm thử cái gọi là cái bo lai và hình dạng của cái bo cho mình để xem là cái bo đó thước bao nhiêu, sau đó mới ông mới đưa qua cho mình đưa qua cho mình ông đặt cái linh kiện cơ khí rồi lên, rồi ông đưa qua cho mình để mình biết được là cái bo của mình là hình dạng như thế nào, chỗ này được đặt linh kiện hay hay không, hoặc là chỗ này được đặt linh kiện với chiều cao bao nhiêu đó. Thì cái đó gọi là một mechanical drawing, thì họ sẽ xuất ra cho mình ha, xuất ra cho mình có một cái định dạng chung và các cái phần mềm về thiết kế PCB họ đọc được, đó là cái DSS ha. Các bạn có nghe về cái DSS không? Nào nghe cái chữ DSS không? Em có. Đó. Thì thông thường khi mà các bạn thiết kế, ví dụ bạn dùng các phần mềm như AutoCAD nè, SolidWorks nè, MX chẳng hạn, thì khi mà bạn thiết kế xong á
Thì nếu như mà bạn dùng cái đúng cái format của cái phần mềm đó thì những phần mềm khác nó không đọc được đó. Thì nó có một cái chữ, cái định dạng chung đó. Ví dụ như 3D thì nó có cái file là step, cái định dạng là step. Thì ví dụ như bạn thiết kế trên SolidWorks, bạn xuất ra step thì cái thằng thiết kế NX, thằng AutoCAD nó vẫn có thể đọc được cái file 3D step đó của các bạn, Thì tương tự thì cái 2D thì người ta vẽ bằng AutoCAD, hoặc là kể cả bên SolidWorks nó cũng có vẽ 2D được, thì nó xuất bản vẽ qua cho PCB. PCB thì chủ yếu là thiết kế 2D thôi đó, do đó nó phải xuất ra một cái định dạng gọi là chấm DSS. Thì những phần mềm là những phần mềm mà PCB nó mới đọc được ha, mình dùng cái đó để mình import nó vô đó, để import nó vô để mình lấy cái kích thước outline và lấy vị trí của cái vị trí của các cái con linh kiện cơ khí. Chứ còn Antium hay là Kirin cũng vậy, nó là mặc dù nó làm layout rất là mạnh nhưng nó không phải là phần mềm để mà vẽ ha, nó không phải là phần mềm để vẽ 2D đó. Do đó nên những cái hình dạng mà phức tạp, ví dụ như điện thoại hình là chỗ này cắt chỗ góc tròn, chỗ này cắt góc xéo gì chẳng hạn, thì bạn muốn vẽ được những cái hình dạng phức tạp như vậy đó, thì bạn sẽ mất rất nhiều thời gian và nó cũng không chính xác được, nó không chính xác được bằng vẽ bằng các cái phần mềm CAD như AutoCAD hay là SolidWorks được. Rồi thì PCB layout ha, tiếp theo mình phải có một cái là PCB layout guideline, là những cái hướng dẫn để cho mình kế bên layout. Thì nó có cái layer setup, các bạn nào nói nghe về cái layer setup không? Cái này mình sẽ giải thích từ từ sau ha. Layer setup thì nó cho mình biết về độ dày và số lớp ha, thứ tự của các lớp như thế nào. Thì khi nào vô chi tiết mình sẽ giải thích kỹ hơn. Placement, requirement đó. Thì khi mà các bạn thiết kế á, những cái con chipset, ví dụ như con những con chipset Qualcomm chẳng hạn đó, hoặc là bất kể những con chipset nào, những con IC mình mua đó, thì nhà sản xuất họ thường hay khuyến cáo cho mình là phải đặt như này như thế kia. Tại vì chỉ có cái ông mà thiết kế về IC á, thì mà ổng mới hiểu được bên trong nó là cái gì và kết nối ra ngoài như cái gì đúng nhất. Chứ còn mình chỉ nhiều khi mình đọc mà nó không cho cái block diagram ở bên trong con chipset thì mình không biết nó là như thế nào á, mình cứ vẽ mình đặt đại thì nhiều khi nó không có đúng đó, thì mình phải dựa theo những yêu cầu đó. Là routing constraint đó, những cái bo của mình thì setup về cái độ rộng nè, line width spacing, hoặc là ví dụ như có DDR thì phải biết lập cái rule như thế nào để vẽ được DDR, là những cái rule về HDMI hay là cái rule về LCD đó, thì nó USB rồi chẳng hạn, thì nó phải có những cái rule thiết kế đó. Mình phải có những cái rule thiết kế này để mà mình thiết lập nó ở trong cái PCB để mà mình kiểm soát nó. Mình phải thiết lập cái rule, các bạn không thiết lập rule thì các bạn vẫn có thể vẽ ra được bình thường thôi, nhưng mà bạn sẽ không kiểm soát được. Đối với những cái bo mà lớn thì vài ngàn linh kiện, vài ngàn nét, vài chục ngàn nét lên đó mà bạn không xét ru vô thì bạn sẽ vẽ không đúng đó. Bạn sẽ bị sai sót và vẽ không đúng và khả năng là bo sẽ không chạy hoặc là chạy chập chờn ha, chạy không có đảm bảo được yêu cầu. Rồi nó có list, có block nét đó. Block nét là gì, là những cái này là những cái nét đặc biệt, là block nét là nó cung cấp xung lock mà nó sẽ rất là dễ bị nhiễu, nên phải cung cấp những cái tín hiệu này cho mình để mình biết để mình xử lý cho nó không bị nhiễu. Ví dụ như những cái high speed net đó, những ví dụ như đường USB nè, DDR3, DDR4 nè, rồi các cái đường high speed của HDMI, hoặc là những cái đường kết nối ra internet hay gì đó chẳng hạn đó, thì mình phải biết những cái đó, những cái nét đặc biệt đó, cũng là những cái critical nét. Thì từ con chipset nó, từ cái con chipset của nhà sản xuất họ sẽ đưa ra những khuyến cáo thì những cái nét này là phải vẽ như thế này mới đúng, hoặc là những cái nét này nó rất là dễ bị nhiễu, cần phải xử lý nhiễu nè, hoặc là các tín hiệu ra AF, những con chip AF chẳng hạn đó, thì cái những nét nào là nét AF chẳng hạn để mình biết để mình xử lý cho nó đúng theo là AF. Rồi, bitmap brown power đúng không?
Roundbower là những cái nét mà cũng đặc biệt đó, thì nó cần phải có cái độ rộng lớn hơn đó, và có những cái mà ví dụ như những cái nguồn mà nó cần dòng lớn thì mấy chục ampere hoặc là mấy trăm ampere chẳng hạn, thì mình phải biết đó, mình phải đặt tên đặc biệt cho nó để mình nhìn vô là mình biết nó, để mình xử lý cho nó đúng. Chứ còn bạn không đặt tên mà bạn chỉ cần sót một cái, ở cái nét này nó chạy tới 10 ampere mà bạn vẽ cái tay quýt có 60 hay gì chẳng hạn, vừa bật lên chạy một chút nó đứt dây chẳng hạn, cần phải có những cái liệt kê ra những cái đặc biệt để mà mình thiết kế cho nó đảm bảo. Thì các bạn chỉ cần làm theo cái bước ở đây layout, thì các bạn chỉ cần làm theo đúng cái bước ở đây là các bạn sẽ ra được cái bo. Và mình khi mình học mình sẽ đi theo trình tự như thế này. Đó, thứ nhất là dữ liệu đầu vào, thứ hai là chuẩn bị là có dữ liệu đầu vào thì xây dựng cái library, thứ ba là import main list, import mechanical, rồi setup cái startup bo có bao nhiêu lớp, độ dày bao nhiêu như đó chẳng hạn, chúng mình thiết lập nó lên, rồi set constraint thì cái bo đó mình phải xem, các bạn phải xem xét cái bo mạch của mình, cái thiết kế của mình có những cái giao tiếp đặc biệt nào, ví dụ như có USB không, có DDR không, có HDMI không, đó, có những cái tín hiệu high speed đặc biệt nào hay không. Rồi tiếp theo là placement, mình sẽ bố trí linh kiện như thế nào, các gói như thế nào, bố trí ra sao cho nó hợp lý, đường mạch nó đi cho nó smooth đó, nó hợp lý. Rồi fan out, plan, routing, clean up ERC, SSB, SSBAT, clean up seal, assembly, set up, work ha. Đó là work là set up các cái bản phim để mình xuất ra, để xuất ra bản phim cho nhận sản xuất. QA thì trong đó phải có mấy cái QA checklist cho các bạn, các bạn tham khảo ha. Rồi sau khi QA rồi không có lỗi lầm hết thì xuất bản phim đưa ra cho nhà sản xuất họ sản xuất. Thì khi mà mình đưa qua nhà sản xuất họ sẽ check lại, họ dùng các cái phần mềm, hoặc là nếu có các phần mềm như CamStatic nè, GetTool nè, Cam350 nè, hoặc là Valor đó, để họ check để đảm bảo cái vấn đề về sản xuất. Nếu mà có vấn đề nào mà họ thấy là không đảm bảo thì họ sẽ trả lại cho mình các cái câu hỏi, ví dụ như chỗ này là chưa được, là chưa đạt, cần phải sửa, hoặc là tại sao chỗ này nó như thế này như kia đó. Thì những cái nào mà họ nghi ngờ, họ sợ là ảnh hưởng đến sản xuất thì họ sẽ trả lại cho mình, họ sẽ hỏi và mình sẽ confirm xác nhận cho họ, xong là họ sẽ đi sản xuất thôi. Đây là các bước ha, các bước để các bạn làm ra một cái PCB layout. Dưới đây là giải thích chi tiết cho các cái chi tiết ở trên thôi, thì mình học từ từ vô sẽ giải thích chi tiết cho các bạn thôi. Hiện nay là một cái ví dụ về cái bom list chẳng hạn, nó sẽ liệt kê ra các linh kiện nè, rồi các cái mô tả nè, tên footprint nè, mô tả nè, rồi cái nhà sản xuất nè, bạc number nè, rồi có những cái gọi là NI đó. Các bạn nhìn lên các cái bo mạch á, còn ví dụ như những cái bo mạch máy tính đi, không biết các bạn có bạn nào là biết lắp ráp máy tính không, có từng mở cái bo mạch máy tính nào ra để mình xem không, có bạn nào không, hoặc là một bất kỳ một cái bo mạch nào cũng được, có bạn nào nhìn thấy mở các cái bo mạch thực tế ra để mình xem không? Có à. Bạn có thấy là có nhiều chỗ là bạn thấy là nó có linh kiện đúng không, nhưng mà nó không hàn lên. Dạ. Đó thì những con đó gọi là NI, nó là not installed ha. Not installed hoặc là not, nó có nhiều chữ đó. NI hoặc NB, not populated hay gì đó, nhiều thằng mỗi thằng nó có ký hiệu khác nhau. Ví dụ bạn lên bạn sạch cái bo mạch đó, và bạn mấy cái membo của máy tính đó, bạn thấy là có ví dụ có cái thì có Vera on board, có cái thì không có Vera on board chẳng hạn, và có cái thì có chiếc cầu bắc, chiếc cầu nam gì đó, còn có cái thì không. Thì không phải là mỗi một cái vậy là mỗi cái bo mạch là nó thiết kế khác nhau đâu, nó chỉ thiết kế một bo thôi.
ví dụ cái con có VGA và không có VGA, có cạc VGA trên trên bo đó, thì cùng một mã thôi, chỉ khác cái đuôi thôi chẳng hạn, thì có cái có hay không, thì cái con nào mà có thì nó sẽ gắn con chip VGA lên, còn cái nào không đó, thì nó gỡ cái phần đó ra, nó không có gắn vô. Rồi mở lên mình sẽ thấy có những cái con, những chỗ là nó thấy có linh kiện thiết kế đó đó, nhưng mà không lắp linh kiện hết á, nhưng mà bo mạch vẫn chạy ha. Đó là do nó làm option thôi. Ngày xưa thiết kế điện thoại như thế này, nó có nhiều băng tầng lắm ha. Các bạn thấy nó có những con nó hỗ trợ rất nhiều băng tầng, có những con nó hỗ trợ rất ít băng tầng. Thì có những băng tầng thì nó không lắp thì nó gỡ ra, ví dụ nó sản xuất cho thị trường ở Việt Nam thì nó có những băng tầng gì thì nó lắp mấy con nó vô thôi, còn ra thị trường Mỹ nó có băng tầng nào thì nó lắp những con mà đáp ứng băng tầng đó thôi, thì nó chỉ cần sản xuất một bo mạch thôi nhưng mà đáp ứng được nhiều thị trường thì nó sẽ giảm thiểu được cái chi phí ha. Đó là giới thiệu cái bơm này là PCB footprint ha, thì các thành phần của PCB footprint, thì cái Antium thì nó không có được nhiều như này đâu, nó chỉ cần cái stack Turin thôi, đó là đủ rồi. Và cái 3D nữa thôi. Còn cái này là nó chi tiết hơn cho cái phần bình electro. Thì nó về cơ bản thì phần mềm nào thì nó phần mềm thiết kế PCB nào thì cái cơ bản nó cũng đều giống nhau hết. Nó đều giống nhau hết. Và các bạn có thể dùng những cái phần mềm miễn phí như là KiCad. Bạn đã nghe phần mềm thiết kế KiCad không? Phần ngắn hạn như các bạn dùng Rotus chẳng hạn. Bạn vẫn có thể thiết kế được những cái bo mà mấy chục lớp hay là mấy chục mấy trăm linh kiện, mấy ngàn linh kiện như thế này, bạn vẫn có thể thiết kế được. Còn cái rule nó phức tạp luôn, giống nhau thì bạn vẫn có thể dùng kể cả những phần mềm miễn phí để bạn thiết kế ra được. Tuy nhiên những cái phần mềm nào nó mạnh, nó hỗ trợ mạnh thì mình sẽ kiểm soát cái bo mạch mình tốt hơn và mình làm nhanh hơn thôi. Do đó cái quan trọng của PCB Now là các bạn nắm về kỹ thuật thôi. Còn phần mềm thì ví dụ như bạn vô công ty nào nó xài phần mềm nào thì bạn học đó. Khi bạn rành một phần mềm rồi, bạn nắm. Khi mà bạn nắm vững kỹ thuật về layout, về design, về layout đó, thì bạn chỉ cần có một ít thời gian, phần mềm học rất là nhanh đó. Phần mềm bạn chỉ cần mất vài ngày đến tuần mà bạn đã sử dụng được rồi. Còn cái mà để mà bạn thiết kế, bạn làm design schematic thành thạo nè, bạn làm layout thành thạo nè, thì bạn mất rất là nhiều thời gian, 5 năm, 10 năm ha. Thậm chí có những bạn đã làm 5, 7 năm nhưng mà các bạn chỉ làm cơ bản thôi mà bạn không đi sâu vô thì bạn cũng không nắm được. Nên các bạn cũng ngại cái phần mềm, quan trọng là các bạn nắm về kỹ thuật ha. Các cái bước trong đó là cái kỹ thuật của bạn. Đây thì giới thiệu về footprint ha. Một cái footprint, một cấu tạo của một cái con linh kiện á, thì nó gồm có các cái thành phần, thứ nhất là cái backstack. Backstack là cái chân của con linh kiện. Khi bạn mua một con linh kiện về, một cái con linh kiện về thì bạn thấy là nó sẽ có cái chân để mà mình hàng lên đúng không? Có cái chân chẳng để mà hàng lên đó, thì tên gọi là backstack. Thì backstack nó có mấy kiểu, thứ nhất là SMD là linh kiện dán. Các bạn biết chữ SMD viết tắt của gì không? Circuit mount device, hoặc là họ dùng là SMT ha. SMT hoặc là SMD ha. SMT là Circuit mount technology. Thì SMD SM này là loại dán ha. Loại dán thì nó có cấu tạo là gì? Thứ nhất là cái miếng copper, à copper là cái miếng vàng vàng này nè đó. Để nó có đồng mà nó mới dẫn điện thì người ta sẽ hàn trên linh kiện được đó. Thứ hai là cái solder mask. Solder mask các bạn phân biệt, các bạn phải phân biệt cái solder mask ở trên cái backstack này ha. Solder mask mình khai báo để cho nó hiểu là cái vùng mở này, vùng mở cái chân này ra để nó hở cái đồng ra, khi sản xuất nó hở đồng ra thì gắn lên mình mới hàn linh kiện được. Còn trên bo mạch mà mình nói phủ solder mask ha. Phủ solder mask chính là cái miếng xanh xanh này nè đó. Hay mình dùng thực ngữ hay dùng là cái phủ xanh đó, thì cái này gọi là solder mask. Còn cái khai báo trong backstack nè, nó cũng ghi là solder mask,
nhưng là cái chỗ để nó mở cái mép cupper này ra, và thông thường cái sonomat này nó phải lớn hơn cái cupper này một chút, lớn hơn 2 mil hoặc 3 mil gì đó, tùy theo cái nhà sản xuất ha, tùy theo khả năng của nhà sản xuất. Còn nếu các bạn sản xuất ở trong nước, ví dụ như các bạn đặt mặt ở Kim Sơn hay là ở Sa Thành hay là ở Quán Thánh gì đó, thì cái sonomat này nó yêu cầu mở rộng lắm, 5 mil hoặc tới 10 mil mỗi bên. Các bạn biết đơn vị mil không? Nãy giờ tôi nói đơn vị mil, cái nào tôi nói mà không hiểu các bạn có thể hỏi lại nha. Các bạn biết đơn vị mil không? 0,0254 thì phải, mm. Rồi, mil là hệ in ha. Đó, hệ in. Đó, còn mm là hệ metric. Thì thiết kế cho Mỹ rồi thì nó hay dùng đơn vị là mil, hệ inch. Còn thiết kế cho châu Á, ví dụ như Trung Quốc hay là Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng vậy, thì nó dùng đơn vị là mili. Tôi thiết kế cho Mỹ nhiều nên nó hay dùng là đơn vị mil đó, theo hệ inch. Thì đó là lớp sonomat ha. Rồi tiếp theo nó có một lớp gọi là basemat. Basemat này thì nó chỉ khai báo cho mình biết là cái chỗ này là để mình hở ra để mình quét chì lên đây thôi. Đó. Đó, nó chỉ có tác dụng để khi mà mình khi ra sản xuất mình làm một cái nó gọi là stencil. Đó, stencil thì những cái con linh kiện dán này nè. Đó, nó sẽ nó cái stencil là một cái miếng một miếng nhôm thôi, một miếng nhôm mỏng thôi. Và thường họ làm thành một cái khung, làm cái khung kích thước chắc cỡ khoảng tùy thôi, tùy mình đặt, nó có thể từ 0.5 mét cho đến khoảng 1 mét, tùy theo kích thước qua mạch, tùy thuộc vào cái máy của mình, tùy thuộc vào cái máy, nó gọi là máy printer, cái máy in chì, nó gọi là máy printer. Thì ở trong miền Nam ta gọi là chì ha, ngoài Bắc thì gọi là thiết chì hàn, còn ngoài Bắc gọi là thiết hàn. Thì đối với linh kiện dán này nè, mình khai báo cái vùng này để làm chi? Để khi mà ra sản xuất đó, thì người ta sẽ làm một cái miếng stencil đó. Đó là một cái miếng nhôm mỏng khoảng chừng 0.1 mm gì đó. Tùy ha, thường là khoảng cỡ như là 0.1 mm. Thì những cái chỗ mà dán này nè, nó sẽ khoét cái lỗ ra bằng với cái khai báo base mark này của mình. Đó. Bằng như cái kích thước mà mình khai báo base mark này nè. Đó. Thì nó sẽ đưa cái bo mạch, nó bỏ cái bo mạch vô cái máy printer đó, xong rồi nó mới đưa cái stencil đó vô, nó đưa cái khung stencil vô và nó đặt làm sao cho khớp ha, khớp giữa cái stencil đó với lại cái bo mạch của mình. Thì những cái chỗ mà nó cắt lỗ ở trên cái stencil đó đó chính là những cái vùng mở của cái LMT này nè, đó, những cái bét này nè. Và sau đó nó sẽ có cái, nó sẽ kéo qua, kéo chì qua ha, nó có một cái giống như lưỡi dao rồi. Nó đổ chì hàn lên đó, xong cái quét qua một phát đó, nó quét qua một phát thì những cái chỗ mà hở lên này nó sẽ dính chì lên đây, chì nó gọi là chì dẻo á, nó là chì dẻo của nó, thì quét lên thì nó dính lên đó, xong rồi nó đưa qua một cái máy lắp linh kiện ha, nó lắp lên, nó bỏ vô, nó xác định toàn tò nung, nó gọi là oven. Các bạn nào biết cái dây chuyền sản xuất lắp ráp linh kiện ở MT này không? Các bạn nào thấy dây chuyền đó chưa? Chỉ có thấy qua được thiệt. Nếu không có các bạn lên internet bạn sạch cái dây chuyền lắp ráp ở MT gì đó, hoặc là ở xem PCB ở xem liên thì nó sẽ ra những cái video để hướng dẫn cho mình, các bạn nhìn nó sẽ trực quan hơn. Bỏ vô nó sẽ bỏ linh kiện, nó lắp lên xong nó đưa qua cái lò. Lò đó nếu mà sản xuất mass production, cái lò đó cũng rất là lớn á. Dài lắm. Lớn dài mà nó có nhiều tầng nhiệt ở trong đó. Nó đưa qua nó sẽ tăng nhiệt từ từ lên xong đó.
Dạ. Còn đó như những linh kiện cắm á, thì nó gọi là quay solder ha. Linh kiện dán là quay solder, tức là nó cắm cái con linh kiện vô trong cái lỗ. Ví dụ đây là cái luhon nè, đó, mấy chân xuyên lỗ nè, đó, mấy chân xuyên lỗ này thì nó cắm linh kiện xuyên lỗ này lên, xong rồi nó bỏ vào một cái bể hàn sóng. Ở phía dưới là nó nguyên một cái bể thiệt lớn, là cái chì hàn, chì hàn nó nung nóng chảy ra, xong rồi nó để cái bo lên cái nó cho chạy lên, đó. Nó chạy lên trên đó là nó chạy qua một cái chỗ mà vừa đủ để mà cho cái chì á, cái sóng chì đó nó đụng lên cái chân, do chân chì nóng mà. Chì nóng nó là chất lỏng, nó chỉ cần đụng vô cái chân cái là nó hút chì lên thôi, nó dính vô chân. Thì đó nó gọi là hàn quay solder. Thì cái Ruhon này nó có nhiều tế bào hơn, nó cũng có sonomap. SMT này thì nó chỉ có trên một mặt thôi. Đó là thường thì mình tế bào trên mặt top. Mình chỉ tế bào trên mặt top thôi. Còn trong thiết kế của mình á, thì khi mà mình đặt linh kiện xuống bên tâm chẳng hạn, thì mình lật con linh kiện xuống mặt dưới, thì tự động nó sẽ hiểu là cái chân này nó sẽ hiểu là chân ở bên tâm, chứ không phải là mình phải khai báo cả tớp bên tâm ha. Khi mà mình lật xuống thì tự động nó sẽ chuyển thành này thành bên tâm, tự hiểu phần mềm là tự hiểu. Rồi thì Ruhon thì nó cấu trúc nó phức tạp hơn chút, nó là xuyên lỗ mà, nó xuyên từ trên xuống dưới luôn. Thì nó có sonomap, mình sẽ mở sonomap trên cả tớp và bên tâm. Thì thông thường linh kiện thì nó chỉ hàn ở mặt dưới thôi đúng không? Đó, nó chỉ hàn ở khi mình cắm xuống, mình lật lên, mình mới bắt đầu hàn vô, mình mới hàn chân lên. Thì tại sao mình phải khai báo trên cả sonomap top làm gì? Đó, tại sao phải khai báo cả hai? Tại vì á, khi mà cái bạn hàn mà Ruhon nè, mình bỏ chì nó lên đây thì nó sẽ lan lên và nó chín ở phía trên nữa, thì nó mới chắc được. Còn nếu mà chỉ hàn ở dưới không á, thì đôi khi nó lại không có đảm bảo được về yêu cầu kỹ thuật, có thể nó sẽ không chính xác được, nên mình phải khai báo luôn cả cái solder mask ở trên top này nữa để nó mở cái phần chì ở trên này nữa. Khi mình hàn cái chì nó sẽ chảy ngược lên, nó dính ở phía trên này. Thì nó cũng có copper, nó là Ruhon mà, nó sẽ có copper trên top, bottom và cả trong inner. Tại vì khi mà mình qua nhiều lớp thì có thể mình phải kết nối ở lớp trong nữa, do đó nó cần phải có khai báo ở bên trong nữa, để khi nào mà mình đi từ trên xuống dưới mà nó trong cái lớp nào mà nó kết nối thì nó còn có chỗ để mà nó kết nối ha. Đó, inner là các bạn thấy là nếu mà nhiều lớp thì nó sẽ có những khai báo trong inner. Thì những cái lớp nào khi mà nó đi từ trên xuống dưới này, thì những cái lớp nào mà có kết nối đó, thì nó sẽ ăn vô cái chân này. Có thể nó kết nối bằng cái dây dạng dây, cái dây cắt ha, ở bên anh ôm nó dùng cái từ là cắt, là cái đường dây đường mạch, hoặc là như thế nó trace cũng được ha, cái trace hoặc là cái cắt đó. Thì mình có thể đi bằng dây kết nối vô, hoặc là khi mà mình đi từ trên xuống dưới này, nó có những cái lớp, có những cái lớp nguồn. Đối với những cái bo mà lớn á, thì nó sẽ có những cái lớp nguồn riêng, những cái lớp chỉ dùng để cắt nguồn thôi, hoặc là những cái lớp rau, những cái lớp nó đắp riêng, nó là nguyên một miếng luôn, nó đổ phủ đầy luôn. Thì khi mà đi trên xuống thì nếu như nó đụng những cái lớp đó thì sao, nó sẽ tránh ra, nó tránh ra trong cái bếp này, hoặc là họ xếp một cái rule, xếp một cái rule gì đó để cho nó tránh ra. Ví dụ là nó tránh cái xếp là 10 mil chẳng hạn, thì khi nó đụng vô cái xếp mà nó không phải nét của nó, đúng không, không phải kết nối vô, thì nó sẽ tránh ra bằng cái anti-bed này, hoặc là tránh ra bằng cái ru. Cái anti-bed, cái thermal này nó chỉ dùng cho negative plane thôi, là trong cái cơ bản người ta sẽ chỉ hướng dẫn cho bạn về cái positive plane thôi, là nó sẽ trực quan hơn, tức là nó mình xếp cái ru như thế nào thì nó tránh như thế đó. Còn cái negative plane thì nó sẽ tránh bằng cái anti-bed. Khi mà nó kết nối thì nó sẽ kết nối bằng cái thermal relay này, nó sẽ có những cái chỗ kết nối vô, có thể kết nối bằng cái tray vô hoặc là thermal relay inner bottom. Ở giữa này nó sẽ có cái reel, Ruhon thì nó phải có cái reel, tức là cái lỗ khoan từ trên xuống dưới này, đúng không? Nó sẽ khoan từ trên xuống dưới này,
Rồi, cái này thì cái loại mà linh kiện mà là những cái chân Bluehorn mà hèn xuống, có kết nối vô bo, có kết nối ở trên bo mạch của mình, có vẽ trên schematic, có hàng chân thì nó gọi là plastic. Đây gọi là plastic Bluehorn. Và ngoài cái bếp đồng xuyên từ trên xuống dưới thì ở giữa này nó là nó sẽ mạ đồng, nó mạ cái ống đồng ở giữa này để nó mới kết nối được từ trên xuống dưới chứ. Còn nếu mà nó không có ống đồng giữa này thì nó đâu kết nối được. Đó thì nó gọi là plastic Bluehorn. Còn những cái lỗ mà nó dạng là lỗ cơ khí, lỗ định vị thôi, hoặc là những cái lỗ kim nhựa để nó định vị để khi mà nó lắp linh kiện vô cho chính xác á. À, linh kiện nó không chạy không gì á thì nó có một cái lỗ gọi là non-plastic Bluehorn. Non-plastic thì nó chỉ khoan từ trên này xuống thôi và ở đây nó không có tán đồng, cái từ trên xuống dưới này nó không có tán đồng, nó gọi là non-plastic Bluehorn. Thì non-plastic này nó không có cái bét ở ngoài, nó không có bét cái bơ ở ngoài, nhưng mà trong một số trường hợp để cho chặt chẳng hạn, để cho cái chỗ này nó chắc chắn hơn thì ta vẫn có thể làm cái bếp đồng ra ngoài, nhưng mà ta khoan xuống là khoan là nông lát thôi. Tại sao người ta lại dùng cái nông lát mà thay vì nó không chắc, mà thay vì người ta sao người ta không làm lát là có cái có tán đồng ở giữa luôn cho nó chắc, mà lại làm sinh ra cái nông lát này làm gì? Các bạn nào có biết có cách giải thích nào không? Có tán đồng ở giữa thì chắc hơn mà, tại sao không làm hết mà tại sao lại sinh ra cái nông lét này làm gì? Em nghĩ là để bắt vít thôi, bắt vít ở trên xuống dưới. Bắt vít thì vẫn có thể ấy đồng được mà, vẫn có thể tán đồng vô thì vẫn có cái ống đồng thì nó vẫn chắc hơn mà, tại sao lại sinh ra cái nông lét làm gì? Có biết không? Hay có nhiều bạn đi làm rồi mà. Bạn biết à? Ở đây ha là có những trường hợp non lét á, là cái chân nó là cái chân, có những cái con linh kiện đó là cái vỏ ngoài đó là bằng nhựa, bạn biết không, bằng nhựa đó. Nên nếu như mà các bạn làm là cái ống đồng đi, bạn làm cái ống đồng xuống thì có thể nhiều khi nó làm cho cái lỗ này nó nhỏ đi, hoặc là khi mà mình nhấn cái nhựa nó xuống á, nhấn cái nhựa xuống mình có cái ống đồng á, thì nó khít lắm, nó khó nhấn lắm. À, trong một số trường hợp cái lỗ định vị này mà mình làm ống đồng á là mình nhấn xuống á, là nó không xuống đó, nên người ta làm cái nông lét này để cho một số trường hợp đặc biệt thì nó nhấn xuống, nó không có bị chích ha, chỉ nó vậy thôi. Chứ còn nếu mà làm nông lát này nó đâu chắc bằng, nó dễ bị nứt lắm. Nếu mà bạn không khéo á, bạn không dặn mạnh, bạn bắt ốc mà bạn dặn mạnh quá á, mấy cái lỗ mà nông lát này thường nếu mà để bắt ốc á là nó phải có cái bét đồng ra ngoài này, chứ còn không bạn dặn xuống cái mà bạn lỡ mạnh tay là nứt luôn cái chỗ này. Nó chỉ áp dụng cho những cái lỗ nhựa thôi, những lỗ định vị thôi. Còn bắt ốc là phải loại khác ha, bắt ốc thì có ống đồng cũng được, còn là ít nhất nó phải có cái bét đồng ở ngoài này. Còn một số trường hợp khác là nếu như bạn muốn bắt vít, bạn muốn vặn cái vít vô, có một số trường hợp nó gọi là thread insert thì nó sẽ làm cái ống, nó là nông lét thôi đó, nhưng mà ở phía ngoài này nó có cái bét đồng nữa, xong rồi nó sẽ có một cái giống một con ốc vậy đó, một con ốc bằng kim loại, nó nhấn vô cái lỗ này thì mình làm nông lét đó, thì mình nhấn thì lỡ nó có nó kích quá thì nó vẫn còn xuống được. Chứ còn mà bạn làm lét luôn á, bạn có ống đồng thì bạn nhấn cái đó nó xuống không được đó, người ta dùng cái miếng đó cái là nhấn vô, xong người ta mới nó là một con ốc có cái răng, mà có cái răng ở trong thì mới dặn được. Còn cái PCB này là không bằng ốc được nha, PCB là không bao giờ dặn ốc được. Các bạn dặn ốc mà có những cái có răng á, bạn dặn mấy con ốc có răng vô cái PCB này là nó tiêu luôn cái PCB luôn á, nó nứt nó bể cái le hết. Do đó để mà bắt được cái ốc lên PCB này nó dùng một cái gọi là red insert, là một cái cục kim loại tròn, xong rồi nó có những cái ren
những cái răng ở trong đó để mình bắt ốc vô. Rồi, đó là giải thích một số về cái bắt sắt ha. Thì khi nào mà làm chi tiết thì hướng dẫn chi tiết cho bạn. Rồi, green ha. Thì từ cái datasheet thì mình lọc ra được cái bản vẽ này. Bạn tìm, khi mà các bạn tìm datasheet mà để làm được co thì nó phải có cái bản vẽ này ha. Còn có những cái mà bạn tìm mà có cái thông số, nó có tham số để thiết kế thôi mà nó không có bản vẽ này thì bạn cũng không làm gì được hết. Bạn phải xin thêm ha. Mình phải xin thêm để có cái bản vẽ này thì mình tạo được footprint thì mình mới tạo linh kiện được. À, thì đây là một số, thì đây là cái phần linh kiện tạo ha. Cái này là tạo bên Allegro, còn bên Atom thì nó không tạo phức tạp gì đâu, nó tạo đơn giản hơn. Đó, bên Atom thì nó chỉ cần tạo có cái đường syrin ha. Ở đây là đường assembly. Thì syrin, syrin ở đây tôi sẽ giới thiệu các bạn, giải thích cho bạn nghe cái syrin đó. Syrin là cái phần hình dạng kích thước của con linh kiện mà mình làm sao cho nó giống nhất trên datasheet, để khi mà mình lắp ráp linh kiện lên hoặc là khi mình sửa chữa chẳng hạn thì mình nhìn vô là mình biết được con này chân nào là chân số 1 nè, để mình quay cái hướng đúng để mình lắp cho nó đúng lên. Thứ hai nữa là có đánh dấu các chân này để làm chi, để khi mà mình lên mình đo kiểm mình nhìn vô biết cái chân này là chân gì, mình khỏi phải coi lại schematic chẳng hạn đó. Thì cái syrin này nó sẽ được in lên bo mạch của mình. Các bạn mở mấy cái bo mạch lên á, bạn thấy là có những cái đường nó hay là màu trắng á, đường trắng trắng ngay chỗ con linh kiện nè, đó là hình dạng linh kiện. Thứ hai nữa là đánh dấu chân nè. Thứ ba nữa là cái tên của con linh kiện, ví dụ C1, C2, C3, C4 rồi đó, thì nó có đây, nó là in lên nha. Do nó in lên bo nên nó sẽ không được đặt đè lên trên cái chân ha. Nó không được đặt đè lên cái chân này. Mấy cái số mà bạn thấy này là mấy cái pin number thôi nha, nó không được in ra ngoài đâu. Siêu là những cái đường xanh xanh ngoài đây thôi. Còn mấy cái nằm ở trên pin này là cái pin number rồi, nó sẽ mất, nó không có ở trên siêu của mình. Thì mấy cái này nó sẽ được in lên bo, do đó các bạn không được để nó đè lên pin ha. Nó không được đè lên những cái chân này. Nếu như bạn để nó đè lên đây thì khi ra sản xuất á thì nó cũng bị cắt mất à. Nếu mà thằng nào nó làm kỹ á thì nó sẽ làm sạch được những chỗ này. Còn nó làm không kỹ á thì nó lỡ in cái đường siêu này lên, nó dính lên đây nó bị dơ. Nó dơ những chân này ha. Bạn để mà nó dính lên đây nó sẽ dơ mấy chân này đi. Và khi bạn hàn linh kiện lên có thể là cái chân này nó sẽ ăn không tốt. Do đó cái đường siêu là bắt buộc là phải tránh ra. Bởi vậy mấy chỗ này tôi cắt ra nè, thấy không? Cái assembly. Assembly này thì nó cũng là hình dạng kích thước linh kiện thôi, mình vẽ càng giống càng tốt. Để khi mà cái người mà đưa xuống nhà máy để cho họ lắp ráp á, họ nhìn lên cái siêu này, họ biết cái góc quay này, góc này hướng này là pin 1 nè. Đó, cái đầu này nó phải đặt như vậy thì nó mới đúng nè. Đó, chẳng hạn. Thì cái assembly này nó chỉ in ra ngoài để mà người ta kiểm soát về vấn đề lắp ráp linh kiện thôi. Đó, góc quay, chiều quay hay là kia nọ thôi, mà nó không có in lên bo, chỉ in lên giấy thôi, nên nó có thể đè lên trên đây được để nó, cho nó đầy đủ hình dạng của con linh kiện để người ta dễ nhận dạng. Đặc biệt là những con mà đối xứng mà có chim 1, chim 2 rồi nha. Đó, thì các bạn phải đánh dấu cho nó đúng. Ví dụ như bạn để mình nè, bạn hàng hải nè, là về AF nè, không biết là biết cái đầu đo AF ở khi mà nó ra anten không? Nó có cái đầu có. Cái bi đó, thì cái con SMA đó, thì cái đầu đó nó đối xứng đó, nên nếu mà để không kỹ á, nó nhìn không kỹ á, là nhiều khi lắc ngược lại, là khi mà đắp cái đầu vô là nó trật lắp, thay vì nhấn xuống thì nó sẽ đi ra cái đầu đo đúng không? Vâng. Đó, nhấn xuống là nó ngắt khỏi anten, nó ra đầu đo. Nhưng mà ngắn ngược chiều lại hả? Ngắn ngược chiều lại nhấn xuống là nó ra anten luôn, là đo không được. Mà hồi đó nó làm điện thoại là bị mấy lần, bị lắp ngược. Hả? Ha? Nên các bạn giống như calculator. Đúng rồi, các bạn phải đo cho phải vẽ cho chính xác để người ta lắp nó không bị ngược. Nó lắp ngược một phát là có nhiều vấn đề lắm, hoặc là như diode hay là tụ cấp cực chẳng hạn. Lắp ngược một phát gắn bo vô là bùng liền.
Đó, là giải thích về cái siêu với assembly ha. Các bạn nhớ phân biệt giữa siêu string và assembly. Siêu string là in lên bo nên nó không được đè lên bin. Ha. Rồi assembly thì thoải mái, dễ giống, càng giống càng tốt. Tại vì nó chỉ in ra giấy thôi. Rồi netlist thì bỏ qua, phần này chỉ dành cho Pro thôi. Thì bên Anthem thì sau khi các bạn vẽ schematic xong thì bạn chỉ cần đồng bộ qua layout thế là nó qua luôn ha. Rồi xong mình đặt lên, đó, đặt linh kiện ra. Thì bên đó nó cũng có, sau khi mình import netlist vô, mình import mechanical vô thì mình sẽ thấy được, mình sẽ tạo được cái bo line, hình dạng kích thước cái bo nè. Rồi nó cũng có rasnet giống như bên kia thôi. Rồi nó cũng có reddesk, cũng có syrin, rồi giống nhau. Mình thấy là các cái PCB mặc dù anh Retro hay là Anthem gì thì nó cũng giống giống nhau hết, chả có khác gì hết. Nó cũng có linh kiện, nó cũng có rách nét, nó cũng có bao lai, nó bị chèn. Đây, bao lai ha, một số cái mô phức tạp về mà các bạn vẽ thì vẽ rất là lâu ha, không chính xác nữa. Mình sẽ chỉ dùng cái DSF để bỏ cho các bạn. Thì trên đó nó có những cái gọi là kick out, ví dụ có những vùng là cho phép component cao là bao nhiêu, đúng không? Vùng này là cho cao 1.4, vùng này chỉ cho cao là 2.05, vùng này là không được đặt linh kiện chẳng hạn, đó do cái vỏ nó dính xuống là sao đó. Đó, hoặc là ở đây là nó liên quan đến anten, chỗ này nó liên quan đến anten là nó không được dễ đặt linh kiện hay routing vô đây để nó đảm bảo cho cái anten nó được tốt, vô phát được tốt chẳng hạn. Đó. Thì một cái mechanical nó giống giống kiểu này. Và bạn thấy hình dạng của nó khá phức tạp đúng không? Bạn mà vẽ với cái này bằng tay á thì nó sẽ rất là lâu. Mình sẽ chỉ dùng cái DSF từ cái ông mấy ông thiết kế đi qua thôi. Rồi tiếp theo giới thiệu về cái layer startup ha. Đó. Layer startup thì nó gồm có gì? Thứ nhất là cái số lớp. Số lớp ở đây mình chỉ nói về cái số lớp trồng thôi nha, lớp routing thôi. Đó. Lớp nào có đồng thì mình nói là có thể là lớp signal hoặc là lớp ground power gì đó, nó là lớp đồng. Chứ mình không phải là nói tất cả các lớp. Thì mỗi một cái lớp, cứ một lớp đồng như vậy nó sẽ có một lớp cách điện, một lớp đồng nó có một lớp cách điện. Đó, nó có quy ước sẵn như vậy rồi, nên mình nói chỉ nói về lớp đồng thôi. Thứ hai nữa là độ dày của bo. Thì mình thông thường mình hay làm cái bo là 1.6mm hay là 63mm gì đó. Đó là thông dụng. Ngoài ra đó những cái bo mạch mà về bo mạch điện thoại thì nó mỏng lắm, nó có thể nó ở 0.6mm thôi. Và thứ hai nữa là nó có là thứ tự ha, thứ tự sắp xếp của các lớp. Nó nhiều lớp thì có thể lớp đầu là top, lớp 2 signal, lớp 3 rau, lớp 4 là power gì đó chẳng hạn. Đó. Thì nó sẽ cho mình biết thứ tự của mình. Còn để chọn nó như thế nào thì các bạn phải thứ nhất là phải có kinh nghiệm, thứ hai nữa là các bạn có thể tham khảo từ nhà sản xuất ha. Nhà sản xuất thì, họ sẽ đưa ra cái layer startup cho mình, hoặc là bạn có thể đọc cái tài liệu. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cái tài liệu cho bạn để các bạn tham khảo ha. Các bạn tham khảo nó, các bạn có thể chọn cho mình một cái layer startup phù hợp. Rồi ở đây tôi còn thiếu cái nữa là độ dày ha. Nó còn cho ha. Cái setup này nó còn là độ dày của từng lớp nữa. Độ dày từng lớp ở đây là độ dày của lớp trồng nè, độ dày của các lớp cách điện ha. À, thậm chí là độ dày của lớp sonomax nữa. Ở đây là một số cái setup. Thì nó có loại là Ruhon nè ha. Rồi nó có cái loại là cái này nó gọi là Livia, đúng không? Live via, đây là những cái via nhỏ, via này kích thước nhỏ lắm, khoảng tầm 4mm trở lại thôi, ha, khoảng 4mm, dưới 4mm. Thì ở đây thấy là 6mm thì họ có thể dùng cái mũi khoan, họ khoan được. Mũi khoan, họ dùng mũi khoan 6mm, họ khoan xuyên lỗ được. Tuy nhiên mũi khoan nhỏ thì nó sẽ đắt tiền thôi. Nhớ ha, PCB cái nào càng nhỏ thì càng đắt tiền. Ví dụ như linh kiện nhỏ, bo mạch nhỏ, là lỗ khoan nhỏ thì có thể nó nhiều khả năng nó sẽ đắt tiền. Thì với cái lỗ khoan nhỏ dưới 4mm này nè thì họ không có dùng mũi khoan mà họ sẽ bắn laser ha.
bắn laser thì cái công suất của laser nó ở trong sản xuất thì nó cũng nhỏ thôi, nó không thể bắn một phát là xuyên lủng một cái độ dày nào đó, mà nó chỉ cho phép một cái độ dày nhất định thôi, và thông thường những độ dày này nó nhỏ lắm, nó chỉ bắn được lần hoặc hai lớp gì đó thôi, độ dày của nó chừng mấy mil thôi chứ không được nhiều. Thì cái này nó gọi là Flyvia. Flyvia thì nó chỉ đi từ lớp ngoài vô tới một cái lớp nào đó thôi. Còn đây nó có một cái gọi là Berry ha. Berry này là dạng Berry lỗi ha, nó là dạng lớp ha, nó tại cũng xuyên qua nhiều lớp mà đó, thì cái này đó, cái rêu nó cũng lớn, thì cái này người ta cũng khoan ha, cái loại Berry này người ta cũng khoan thì nó lớn đó. Còn ở đây là cái lỗ khoan nhỏ ha, đây là Berry mà dạng nhỏ, nó gọi ha, người ta gọi là laser rêu. À, còn cái này là blue horn, còn cái này là laser rêu, do nó bắn mà laser mà bắn laser. À, thì cấu trúc của nó sẽ phức tạp dần lên đây ha, mà nó càng phức tạp thì nó càng đắt tiền. Ngoài ra ngày nay công nghệ của nó là tiên tiến rồi, độ chính xác cao rồi, do đó nó có này gì, cái này nó gọi là stack gear, nó gọi là tác ha, TAG đó, tác viên, tức là nó so le với nhau, cái rêu này nó phải cánh ra một chút rồi nó mới xuống. Tại vì thời trước đó thì cái công nghệ nó chưa đảm bảo, nên do cái lỗ khoan quá nhỏ mà nó không cánh ra, vậy nó ép xuống thì có thể bị trật, bị lệch cái viên đi, nó ăn không chính xác, cho đó nó phải dùng cái tác viên này, tức là nó so le ra. Rồi sau này công nghệ cao hơn thì nó sẽ dùng cái loại là stack là ship chồng, stack view là ship chồng, tức là cái hai cái này nó thích lên nhau luôn nè đó, cái này là nó nằm chồng lên này, chồng dài xuống đây luôn, stack view. Thì ngày trước á, trước đây nữa, cách đây vài năm thì nó stack view nó chỉ stack được khoảng chừng mấy lớp thôi, 1-2, 2-3, 3-4 gì đó thôi, rồi nó cũng cần phải dùng một cái vi lớn này nó đi xuyên xuống. Còn ngày nay á, cái độ chính xác nó cao hơn nữa, cái độ chính xác nó cao hơn thì nó dùng cái gọi là, nó gọi là any layer đó, bây giờ nó dùng trên một số cái điện thoại cao cấp, bây giờ á những điện thoại phức tạp mật độ dày đặc hơn thì nó gọi là any layer, tức là nó sẽ dùng theo kiểu là stack, nó cũng là stack via thôi, nhưng mà nó có thể theo cái rule là 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, nó đi liên tục vậy luôn. Nó có thể dùng cái đó thì nó sẽ tiết kiệm được cái diện tích routing của mình. Rule horn thì nó chỉ xuyên xuống là nó sẽ ăn mất những cái lớp dưới. Còn đây thì ví dụ như bạn xuống 1-2, 2-3 thôi thì những cái lớp giữa này mình còn trống nè, mình còn chỗ để mà thiết kế. Nên mấy cái bo mạch, ví dụ như bo của cái đồng hồ smartwatch hay là của điện thoại chẳng hạn, bạn thấy là linh kiện nó dày đặc luôn, nó đặt cho tớp có tâm luôn, dày đặc trên đó, bạn nhìn tớp có tâm, bạn lật qua lật lại bạn thấy toàn là linh kiện không à. Thì nếu như bạn dùng Ruvia thì bạn không thể nào mà vẽ được. À, đó là startup ha, đây đó, những cái đây là một cái cấu trúc cái startup nè. À, thì nó có một cái là copper foil ha, copper foil là cái miếng đồng, rồi cái re-wrap. Đó, re-wrap thì nó là cái lớp cách điện, nó có core ha, nó có lớp re-wrap và lớp core. Thì cái re-wrap và cái core này nó có thể dùng cùng một chất liệu. Thì re-wrap chỉ là cái miếng cách điện này thôi. À, re-wrap các bạn phân biệt ở đây, re-wrap là chỉ là cái miếng cách điện này thôi. Và người ta có thể ship chồng nhiều cái re-wrap này với nhau để có cái độ dày khác nhau. Còn cái core này, ha, cái core này thì nó cái vật liệu cách điện này nó cũng giống nhau thôi. Thông thường người ta làm cái vật liệu cách điện này giống nhau chứ người ta không có làm cùng một cái PCB mà có 2-3 loại vật liệu cách điện trong đó ha. Cũng có, sau này những bo đặc biệt nó cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà thông thường thì người ta sẽ dùng cùng một loại cách điện thôi. Ví dụ như là FA406 hay là VT47 hay gì đó. Đó thì mỗi loại vật liệu đó mình sẽ dùng cùng một loại thôi. Thì cái co này á là nó giống như những cái miếng đồng mà bạn ra chợ bạn mua về bạn làm á, thì nó có cái miếng đồng có một cái loại là hai mặt đồng hoặc cái loại một mặt đồng đúng không, thì cái đó nó gọi là cái co.
cái co thì nó đã có dính độc lên đó rồi, còn cái re-rep thì nó không có độc. Thì để nó làm vậy để khi mà nó muốn làm nhiều cái độ dày khác nhau thì nó sẽ ép nhiều cái, xong rồi nó mới lấy cái copper foil giống như là cái cuộn đồng vậy đó, nó làm mỏng như cuộn giấy vậy đó. Đó thì sau khi nó ép vậy xong cái nó dán cái cuộn đồng dính lên đó ha, nó lập cái đồng nó dán lên chứ nó không có dính đồng sẵn, và nó sẽ dán đồng sau khi nó ép cái độ dày khác với cái co là nó đã dính đồng sẵn rồi. Dính đồng sẵn thì cái độ dày của nó đã cố định rồi, mình muốn tăng giảm độ dày thì mình phải lấy cái loại co khác nhau. Ví dụ như này nó có cái co này là 10 nè, cái co này là 2.84 nè. Ví dụ như ngay chỗ này mình muốn tăng cái chiều dày lên là 5 chấm thì chẳng hạn, tăng lên gấp đôi đi chẳng hạn, thì mình không thể dùng cái co được, mà mình phải dùng hai cái re-rep 2.84 để tăng nó lên, đúng không? Đó là tại sao người ta phân ra giữa cái re-rep và cái co là vậy. Và khi các bạn đi sản xuất đó, thì các bạn nên lựa chọn những cái vật liệu nào mà nhà sản xuất nó có sẵn, chứ đừng có khăng khăng là tôi muốn sản xuất cái loại vật liệu này, trừ khi cái bo của bạn đặc biệt nó phải đảm bảo đúng cái loại vật liệu đó thì mình mới sản xuất cái đó. Còn không thì thằng khách hàng nó yêu cầu loại nào thì mình cho nó sản xuất loại đó thôi, thì giá nó sẽ rẻ hơn ha, tại nó có sẵn mà, số lượng nó lớn nữa, nó có sẵn thì giá nó sẽ rẻ hơn. Well, startup ha, định nghĩa cho các bạn về Việt Nam hay gì đó. Việt Nam Tibet nè. Các bạn thấy là khi mà nó đi từ trên xuống dưới nó sẽ đi qua nhiều lớp đúng không? Đó. Thì những chỗ này nó sẽ tránh ra nè. Những chỗ này nó không ăn vô thì nó sẽ tránh ra. Còn những chỗ nào nó ăn vô thì nó là cái mét đồng nó dính vào đây. Còn rule ha, về setup rule thì nó có nhiều cái rule lắm. Thì ở đây tôi chỉ liệt kê một số cái rule cơ bản cho bạn thấy thôi. Cái bo cơ bản của mình thì cũng không set up hết những cái thứ này đâu. Thì chỉ giới thiệu qua cho các bạn thôi. Ví dụ nó có bus, đó, mình set bus là những cái group net để mình dễ quản lý. Đó. Bus hoặc là nó có thể ở trong Android thì có thể là set up dạng class, nó gọi là class. Là những cái nào mà cùng tính năng thì nó nhóm thành một nhóm. Chứ trong quá trình mà thiết lập rules mình không thiết lập từng nét ha. Cái bo của mình có vài nét thì không sao, nhưng mà cái bo vài ngàn nét hay vài chục ngàn nét trở lên mà mình xếp riêng lẻ từng thằng thì không biết xếp tới chừng nào mới xong. Do đó mà để nó mình sẽ set up thành từng bộ một và mình xếp từng cái rule. Ví dụ cái rule đó là 10 mil spacing 15 chẳng hạn, thì mình gom nó thành một cái gọi là DDA chẳng hạn. DDA thì nó có những cái bus DDA, bus address, bus data, mình gom lại những cái nào chung cái rule thì mình gom lại, mình set up một cái rule cho nó thôi. Mình chỉ cần set up một cái rule xong mình áp dụng vô phát là nó cho tất cả các nét trong cái group đó, chứ mình không ngồi mình set up từng nét ha. Thì khi mà làm về HashiCorp thì nó có những cái rule rất là quan trọng, ví dụ như là max bit count nó sẽ kiểm soát số lượng viên. Tại vì đối với những cái tín hiệu HashiCorp á, khi mà mình xuống một cái viên, mình ép một cái viên ở đây là một cái rule horn thôi, một cái backstack rule horn, để khi mà mình đối với những con linh kiện dán thì nó chỉ đặt ở trên top bottom thôi. Mình muốn chuyển lớp chẳng hạn thì mình dùng cái viên này, đúng không? Dùng cái viên này để mình xuyên xuống lớp dưới đó. Thì đối với tín hiệu high speed, khi mà các bạn đưa xuống một cái viên thì ngay chỗ cái viên đó nó sinh ra rất là nhiều thứ ở trên đó, RLC nhiễu nhiếp rồi tùm lum ở trên đó hết á. Đó nên mỗi lần mà nó xuống via như vậy á, thì nó sẽ làm cho tín hiệu thay đổi. Đó nên nó sẽ hạn chế cái số lượng via này. Đó, và dùng ví dụ như tốc độ bao nhiêu, giao tiếp đó là gì, cái via là phải xài cái loại như thế nào chẳng hạn, thì nó sẽ simulate ha. Mấy cái ông mà làm simulation cho hai speed nó cũng cực lắm. Tương ứng với mỗi cái tốc độ khác nhau, cái startup khác nhau thì ông phải simulate một cái bộ via khác nhau cho đó. Đối với những cái thằng differential pair chẳng hạn thì họ phải
dùng cái cấu trúc bia, một cặp bia như vậy, differential pair là hai cái đường một cộng một trừ đi song song, mà mỗi lần xuống bia như vậy là nó gây nhiễu hay đâu làm hết, thì ổng sẽ phải simulate để đưa ra được một cái bộ bia hợp lý để cho nó ít nhiễu nhất ở ngay chỗ cái vùng đó. Subplan là những cái đoạn dư ra. Subplan đây là sub ha các bạn nè, tại vì tín hiệu còn đi ra, đi vô chân này thì nó đi ra thì nó ok, nhưng mà đây là cái đoạn này nó gọi là sub nè đó, thì tín hiệu nó vòng vô đây, nó vòng ra đây đúng không đó, thì cái đoạn này nó bị chạy nó như luôn, nó bị sub. Đó, trong thực tế thì nó có những stop như thế này nè, gọi là stop land thì nó phải hạn chế ha, người ta simulate để người ta đưa ra được là cái stop nào với chiều dài bao nhiêu thì cho phép, hoặc là thậm chí là nó không cho stop luôn, nó phải vẽ đi vô cái chân đó và đi ra chứ không được cái stop kiểu như vậy. Leo test ha, đó, một số trường hợp là nó bắt buộc là những cái tín hiệu đó là nó chỉ được vẽ trên những lớp đó thôi, mình phải xếp cái rule vô. Bạn không set up cũng được, anh không set up thì khi bạn lỡ quên bạn vẽ qua lớp khác thì lúc đó đi ra bạn thiết kế ra nó chạy nhiều khi nó không đảm bảo được. Nhiều khi nó vẫn chạy, vẽ khác layer thì nó vẫn chạy đó, nhưng có thể là hiệu suất của nó không đạt được như yêu cầu. Khi mà phân tích về non-theory thì cái tín hiệu nó không đạt được yêu cầu ha. Schedule up next, ta gọi là topology, tức là cái đường mạch của mình nó sẽ đi như thế nào, đường mạch của mình nó phải đi như thế nào. Ví dụ như là nó có kiểu như là digen, digen thì nó đi á, nó phải đi từ con này qua con U2, U1, rồi qua U4, U3, nó phải đi theo đúng thứ tự như vậy mới được, chẳng hạn. Hoặc là nó đi theo kiểu là star, tức là nó đi ra một điểm xong rồi nó chia ra. Thì đối với DDR2 chẳng hạn, DDR2 mà người ta vẽ mấy cái đường REST data thì nó sẽ đi theo kiểu là sao này, tức là nó đi từ con chipset đi ra tới điểm này, xong rồi nó phải tẻ ra từng nhánh vào con này. Đó, còn nói từ DDR3, 4, 5 thì nó sẽ đi theo cấu trúc, nó đi qua mấy con RAM theo cấu trúc là digen, tức là nó sẽ đi ra từ con chipset, nó đi vô con RAM thứ nhất qua RAM thứ hai, RAM thứ ba, RAM thứ tư, đó, nó đi theo một chiều, nó đi theo đúng một chiều vậy thôi. Hoặc là cái net I2C, các bạn thiết kế, các bạn có nghe về cái giao tiếp I2C không? Bạn nào biết về cái I2C? Dạ em biết ạ. Nó là gì? Nói luôn, biết thì nói được, các bạn biết luôn. Cơ bản lên. Dạ thì em biết nó là giao tiếp thôi. Giao tiếp hả? Nó cơ bản nó là giao tiếp nói tiếp thôi. Nó đơn giản nó là giao tiếp nói tiếp để nó điều khiển cái con IC thôi. Đúng không? Thì nó là nối tiếp mà, nó sẽ chạy, nó sẽ đi từ một cái điểm chấp ha, nó đi từ một điểm chấp tín hiệu, xong rồi nó đi qua con chipset thứ nhất, qua thứ hai, thứ ba, thứ tư, nó đi theo một cái chiều nhất định chứ nó không thể đi lung tung ha, nó đi theo cái kiểu là digen và đi nối tiếp đó. Thì các bạn học về thiết kế thì các bạn muốn giỏi thì khi mới nói về I2C thì các bạn phải về và tìm hiểu về I2C là nó là cái gì ha, chứ còn lý thuyết của nó thì nhiều lắm, nên nói ở trên đây mình chỉ nói về tính năng cơ bản thôi chứ mình không thể đi vô chi tiết là nó hoạt động như thế nào ra sao hết được ha. Mình sẽ không có đủ thời gian như cái đó. Và nói về DDR chẳng hạn thì nó không thể nào ở đây giải thích cho các bạn là cái DDR nó hoạt động thì sao, nó như thế nào được hết á, nó rất là phức tạp và cái tài liệu của nó rất là nhiều á, không thể nói một hai câu là được, chỉ nói cơ bản là nó có những giao tiếp đó và cái nguyên tắc vẽ nó vậy thôi. Còn đi sâu vô thì các bạn phải tự tìm hiểu rồi, tôi cũng không biết sâu hết cái đó đâu, làm thế nào mà thì nào các bạn nào làm design các bạn nắm nhiều hơn.
VinMart ha, đó VinMart thì các bạn biết là mấy cái high strip mà nó sẽ giới hạn về cái chiều dài của nó. Bạn mà vẽ nó dài quá thì nó sẽ không đáp ứng được cầu. Ví dụ như USB chẳng hạn thì nó cho phép có khoảng mấy ngàn thôi. Vẽ trên PCB nó chỉ cho phép là khoảng mấy 4-5 ngàn hay gì à. Đó, hoặc là SATA thì nó chỉ cho phép 4.000-6.000 mil thôi chẳng hạn. Bạn mà vẽ dài hơn thì khi mà nó truyền tín hiệu có thể là nó sẽ bị lỗi trong quá trình truyền và nó đọc đi vô nó sẽ không đúng. Thì cái ru đó thì nó có những cái chuẩn đó rồi, các bạn có thể lên tìm hiểu. Ví dụ như con CPU của Intel đi, mà nó dùng cho desktop thì nó khác. Nó có thể đáp ứng được, nó đủ mạnh để nó đáp ứng được cái ru đó, cái ru chuẩn. Nhưng mà đối với những con nó gọi là low power, nó dùng cho notebook hay là những cái dòng laptop giá rẻ chẳng hạn đó, thì nó chỉ có thể đáp ứng được một phần nào đó thôi. Nếu mà bạn áp dụng cái ru mà maximum vô cho mấy con low power là có thể nó fail liền. Nó thiết kế cái con All-in-One PC cho mình theo là dùng cái con chip Atom. Và lúc đó là đặt theo cái chuẩn của nó rồi, đặt cái chuẩn SATA, đặt cái ổ cứng từ cái chân cắm từ cái con chipset ra tới cái chỗ trên cái cổng cắm SATA là nó dài quá. Theo đúng chuẩn thì nó vẫn là đúng, nhưng mà do cái con Atom đó nó yếu lắm, nó chỉ đáp ứng được khoảng 70% thôi, thay vì 6.000 và maximum nó cho phép 6.000. Ở đằng này cái con nó chỉ đáp ứng được 4.000 thôi, thiết kế lên 6.000 nó chạy. Phải đổi thiết kế, phải đặt lại cho nó ngắn lại, nó đáp ứng được yêu cầu. Do đó những cái ru, cái chuẩn là một chuyện ha. Còn các bạn muốn thiết kế đúng, chính xác thì các bạn phải bám theo cái con chipset mà mình thiết kế đó. Ví dụ như dòng quanh cơm mà dòng cao cấp thì nó khác, cái dòng thấp cấp thì nó lại khác. Tại sao nó có ra nhiều dòng như vậy là vậy đó. Con chipset cao cấp thì nó mạnh hơn, nó đáp ứng được yêu cầu cao hơn. Rồi, đó là VinMart ha. Mình sẽ setup cái ru vô để mình kiểm soát, để cho nó không vượt quá cái chiều dài tối đa. Rồi LAN matching group hay gọi là reality propagation delay. Cái kia nó chỉ là cái tỷ VinMart để cho đảm bảo là mình khi mà mình thiết kế nó đừng có vượt quá cái chuẩn cho phép thôi. Còn cái LAN matching group là gì? Đó là những cái group tín hiệu mà nó đòi hỏi là nó phải có chiều dài bằng nhau. Ví dụ như những cái bus mà data của DDA chẳng hạn, những bus DDA của data, nếu như mà các bạn khi mà nó truyền dữ liệu đi, các bạn biết mà khi truyền dữ liệu thì nó từng bit 0101 mà đó, thì bây giờ nó có 8 bit thì nó phải truyền nó chạy qua, nó chạy từ đầu A sang đầu B thì nó phải chạy bằng nhau ha, chạy tốc độ bằng nhau, chiều dài cũng phải bằng nhau. Chứ còn nếu như cùng một tốc độ, về tốc độ thì nó bằng nhau rồi đó. Bây giờ chỉ có cái chiều dài thôi. Nếu như các bạn một thằng bạn vẽ có 500 mil, còn thằng bạn vẽ 1000 mil đi, thì chắc chắn là cái thằng 500 mil nó chạy tới trước, còn thằng 1000 mil nó sẽ chạy tới sau. Đó. Do đó thì cái tín hiệu khi mà nó gom lại ở đầu bên kia, nó có thể nó sẽ không đồng bộ và nó gây ra lỗi. Nên mình sẽ có những cái group, mình sẽ set những cái rule là reality này để đảm bảo là trong cùng một group đó, ví dụ nó có 8 đường data đi, thì 8 đường đó nó phải dài bằng nhau hết. Ví dụ mình vẽ 1000, thằng data 1 là 1000 thì thằng data 2 cũng là 1000. Tuy nhiên trên thực tế trong PCB thì mình không thể vẽ được cái chiều dài là nó bằng nhau 100% đâu, nó phải có một cái độ lệch nhất định. Thì cái chuẩn nó sẽ cho phép mình là bao nhiêu, hoặc là tùy thuộc vào chipset rồi simulation lên thì nó sẽ, nếu như mà đầu A qua đầu B mà cái tín hiệu khi mà họ làm non-tality họ simulation mà họ thấy là với cái sai số đó nó tín hiệu nó truyền tốt thì mình sẽ chấp nhận cái đó. Còn nếu mình chưa biết gì hết, mình không chưa simulation được thì mình bám vào cái chuẩn thôi. Còn ra mà nó không chạy được thì quay lại simulation sửa thôi. Đó là tiếp B ha.
đó, hai bit thì nó có những cái thằng nó làm bit ba, bit ba là tập tín hiệu BN đó. Thì khi nó truyền B với em như vậy thì nó sẽ cử hiệu tốt hơn là nó chạy bằng single-end ha. Đó là những cái rule cho hai bit. Chắc các bạn khi mà học về hai bit thì các bạn sẽ có cái đó. Còn lớp cơ bản thì chắc chưa học tới đâu. Rồi tiếp theo mình có thể set up những cái rule cho nó. Cisco ha, về language nè, language spacing. Language spacing để khi mình vẽ cái đường mạch của mình là như thế nào cho nó hợp lý. Nhiều cầm một cái bo ra, nhận một cái bo về rồi vẽ ra cái language là bao nhiêu cho phù hợp. Rồi power ground thì phải vẽ là language bao nhiêu cho phù hợp. Đối với những đường, ví dụ như đường AF 50 ohm thì phải tính toán làm sao để cho language làm sao để nó đảm bảo được đó. Để đảm bảo làm sao đó là 50 ohm là mấy cái đường tiếp ranh sô ba thì nó có 90 ohm, 100 ohm, 80 ohm, 85 ohm, nó có rất nhiều kiểu ha, tùy thuộc vào cái thiết chuẩn, tùy thuộc vào chip set, tùy thuộc vào thiết kế đủ kiểu hết, sắp ốc rồi nữa. Thì nó có thể là 80 ohm, 82 ohm, 85 ohm, 92, 95 gì đủ kiểu hết. Thì mình phải vẽ làm sao, mình set up cái rule làm sao để cho nó dễ đảm bảo được đúng ha, đúng được là cái control inline là nó có thì ra nó chạy mới đúng. Đó. Cái này là một số định nghĩa hình ảnh cho các bạn thôi. Cái hình ảnh này là bên bên Allegro thôi, còn bên Allegro nó không có cái bảng này. Cái bảng này nó khá khó set up ha. Đang dạy lớp nâng cao mà set up cái DIA nó khá khó. Nó không được trực quan giống như, và nó kiểm soát cũng không tốt được giống như bên Allegro này đâu. Do đó khi mà các bạn làm thiết kế về high speed mà độ đạt cao thì các bạn nên tìm hiểu về Allegro ha. Thì làm nhỏ nhỏ rồi, nó cũng nặng lắm, nó quá nặng đi. Máy yếu nó chạy giật giật lắm á, nên bo càng lớn thì nó sẽ càng chậm. Cái này tham khảo cho coi cho có thôi. Đó, từ khi ta vẽ xong nè, nó những cái bớt nè, cái này là DDA nè, thì ta sẽ làm matching cho nó nè, theo từng bớt như này. Khi nào các bạn mà học nâng cao thì nó có vẽ về DDA thì nó sẽ có những cái rule DDA các bạn. Thì định nghĩa tiếp theo ha, các bạn tham khảo về tiếp theo. Xem người ta định nghĩa cái tiếp bè nó như thế nào. Tham khảo về cái quy trình và cái rule thôi. Còn anh Dương nó không có cái này đâu. Placement ha. Placement thì mình phải nắm được là nó đặt cái gì trước, cái gì sau và đặt như thế nào ha. Placement thì placement và critical trước nè. Man, component nè. Critical nè. Rồi mấy cái related component. Còn chi tiết placement như thế nào thì học giờ sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Thì cái quy tắc placement nó rất là đơn giản đó, thì các bạn học rồi thì cái thầy về điện tử cũng nói là vẽ làm sao cho cái đường mạch của mình ngắn nhất, hợp lý nhất là được đó, placement. Thì mỗi một con chip set như vậy thì nó sẽ có những cái RLC, những cái linh kiện hỗ trợ xung quanh như RLC nè, rồi crystal nè, để cấp cấp crystal để cấp xung lóc nè. Đó thì thông thường cái ông thiết kế schematic đó, ông bóc cái con linh kiện ra thì ông dựa trên cái datasheet đó ông sẽ vẽ những cái linh kiện đó, thì ông cũng vẽ xung quanh thôi. Ví dụ con u đó, một con u này thì những linh kiện xung quanh họ ông cũng sẽ vẽ nó gần đó thôi. Gần chân nào con rào này gần chân 1 thì ông vẽ gần chân 1, C này của chân 5 thì ông đặt gần chân 5 thôi. Chứ không có ông nào mà con U này ở đây mà mấy cái con linh kiện liên quan của nó đặt ở đông ở tây nào đó thì không ai biết đường đâu mà đỡ ha. Thì khi mà ông vẽ sơ đồ nguyên lý á, ông vẽ, ông design, ông thiết kế thì ông cũng đặt theo cụm thôi. Thì mình cứ nhìn lên cái sơ đồ nguyên lý của ông thôi. Như tôi làm ao suột thì nhiều khi tôi cũng đâu có biết được là cái ông nó thiết kế gì đâu. Nhiều những cái mạch đơn giản thì mình hiểu được, chứ còn mấy cái con BJ phức tạp
rồi nó có firmware, rồi nó có những cái guideline của nó, mà chỉ có cái người thiết kế, cái công ty thiết kế nào họ mới mua được cái mới có được đầy đủ cái bộ đó. Ví dụ khi bạn thiết kế điện thoại, bạn mua chiếc set Quantum nè, thì nó sẽ cung cấp đầy đủ cho các bạn các thông tin để các bạn thiết kế được nó. Chứ còn bây giờ bạn có mua được bây giờ giả sử như bạn có thể mua được cái con chiếc set Quantum về thì bạn cũng không thiết kế được. Tại thứ nhất là bạn không có firmware, bạn không có tài liệu hướng dẫn, bạn không có license, ha, bạn không có license của nó. Thì cho dù bạn có sản xuất, bạn có tìm đâu được cả firmware, cả design, cả thiết kế đi nữa, bạn đem về bạn thiết kế, chưa chắc bạn sản xuất được. Thì mỗi con chiếc set này là bạn muốn sản xuất đó là bạn phải trả tiền cho nó nữa, quan cơm nó lấy tiền nhiều lắm. Lấy tiền license, tiền bán chip về đủ thứ hết. Nên không phải là cứ mua được con chiếc set về là thiết kế được, giống như là mình ra mình mua một cái con ARM về rồi mình thiết kế được đâu. Những cái con chip, những cái công ty lớn nó đều có license đi kèm hết. Rồi, cái bước nữa, sau khi placement xong thì sẽ làm fan-out ha. Đó, thì đây có một số cái quy tắc fan-out, thì khi nào các bạn làm cái fan-out nó sẽ hướng dẫn chi tiết, giới thiệu qua cho biết cái bước thôi. Thì ví dụ như fan-out cho những con linh kiện, cho nguồn là như thế nào, cho tín hiệu như thế nào, cho big pair như thế nào, cho những cái con linh kiện nhạc USB như thế nào, cho DDA thì phải như thế nào ha, có những cái quy định của nó hết rồi. Chúng ta sẽ hướng dẫn khi chúng ta bước vào cái đó fan-out. Fan out xong thì mình học tin ha. Thì chỉ có những cái bo nhiều lớp với fan out thôi. Còn bo một lớp, hai lớp thì dễ hẳn luôn. Cái nào nói được nói chứ không có khái niệm fan out. Sau đó mình cắt plan, plan tức là cái nguồn, cắt những cái nguồn như nó. Đối với mặt số thì mình có những cái nguồn, mình sẽ cắt những cái nguồn này. Thì khi mình thiết kế thì mình phải hiểu được vào cái bo mạch của mình nó có những nguồn nào, dòng bao nhiêu, và mình phải tính toán, phải biết cách tính toán làm sao đó. Để cho mình đảm bảo được là khi mình vẽ được cái đường mạch đó nó phải đảm bảo, chứ không là nó chạy chút xíu là nó sụt áp hay là nó đứt mạch thì nó sẽ con mạch của mình nó sẽ không còn được nữa ha. Plan này thì nguồn thì nó cũng có nhiều kiểu lắm, có những cái nguồn nó sẽ có những yêu cầu đặc biệt. Đối với nguồn số thì các nguyên nhân lớn này, nhưng mà đối với nguồn AF thì nó lại khác ha. Nguồn AF thì nó cặp nguồn theo kiểu là star, kiểu hình sao á, nó là ra một điểm rồi nó chia ra chứ nó không cắt nguyên miếng này. Các bạn làm công ty nào về lĩnh vực nào đó thì nó sẽ có, các bạn sẽ nắm rõ hơn về những cái phần đó. Clean up ha. Sau khi mình làm mình sẽ có phần là clean up DAC. Thì trong quá trình vẽ mình có thể gây ra những cái DAC, ví dụ như là cây nó ăn UV hay là linh kiện mình đặt đè lên nhau đó. Hoặc là những cái ru về display hay ru về min max, ru về reality operation delay nó bị lỗi chẳng hạn, thì mình phải coi còn lỗi gì không để mình sửa đó. Đây nha, đặc biệt khi các bạn làm high speed đó, thì cái thứ nhất là cái đường mạch mà hai split nó không được đi giữa cái khe của hai cái xếp nguồn này. Cái xếp nguồn ở phía dưới, mặc dù xếp nguồn là phía dưới đúng không, có thể là giữa hai nguồn nó sẽ cắt nhau bởi một cái khoảng thở này, thì thứ nhất là nó không được, cái đường hai split không được nằm như đây. Thứ hai nữa là hạn chế đi cross qua, cross chỗ này cũng hạn chế ha. Tại khi mà các bạn đi đây nè, đó, bạn biết là co mạch nó chạy được đúng không, theo định lực ôm nó phải là một cái mạch kính, nó đi từ nguồn xong nó qua trở xong nó dòng ngược kìa rau chẳng hạn, nó phải là một cái mạch kính thì nó mới chạy được đó. Thì khi nó đi qua đây thì cái đường dẫn về của nó bị hở ra đó, nó không còn đồng bộ nữa. Thứ hai nữa là nó không còn đảm bảo về control impedance. Thứ ba nữa, ngay chỗ này nè, tín hiệu nó sẽ bị thay đổi ha, bị có thể bị sốc, bị nhiễu gì ở đây nè, nó không còn đảm bảo tín hiệu của nó nữa.
Rồi, có những cái bo quan trọng, đó những cái bo mà cần thiết test bia, test bát thì người ta ép thêm vô. Để làm chi? Ép những cái này vô để khi mà các bạn có thể đo nó. Khi nào bạn cần đo thì nó có thở ra để mình đo. Hoặc là có những cái điểm test này khi mà bạn ra sản xuất, bạn có thể thiết kế những cái test zip để bạn in lên đây bạn test ha. Test cái bo của mình, test function, test cái tinh họ, test cái bo của mình. Thì bạn có những cái điểm này để mình test. Video show, video show ở đây. Đối với những cái bo mà linh kiện dán á, thì mình phải đặt cái video show này vô. Video show này nó chỉ là một cái miếng đồng á. Một cái miếng đồng. Và thứ hai nữa là nó có mở cái sonomat này ra. Mình khai báo để khi mà nó phủ xanh á, khi người ta phủ xanh lên đây nè, nó không có phủ sát vô đây. Để làm chi? Để khi mà nó bỏ vô cái máy mà lắp linh kiện á, hoặc là cái máy printer cũng vậy đó, thì nó sẽ tắt những cái điểm này để nó định vị cái bo ha. Nó cần chỉnh cái bo, nó cần chỉnh cái bo. Và đây nó có những cái feature cho linh kiện, thì nó có những cái chỗ này nó định vị ha, định vị để nó bắt điểm và nó lắp linh kiện cho chính xác hơn. Và máy móc chính xác giờ thì những con này cũng không cần những feature này đâu, nhưng mà đó để cho an toàn chính xác thì các bạn đặt những điểm này để khi mà bỏ cái bo vô thì nó có cái camera mà nó sẽ chụp ha. Nó cái mấy cái camera thì bỏ vô cái máy thì nó tối mà nó trong cái máy thì các bạn thấy là nó một cái khung kính lại mà nó tối khui vô trong đó thì nó muốn chụp được thì nó phải phát đèn xong nó mới chụp. Nên nếu như mà bạn dùng cái sonomat ở đây là nó phủ sát vô đây á, thì khi bạn chụp nó bị dội lên, nó bị dội sáng đó. Bạn thử lấy cái bo ra, xong rồi bạn bật cái flash lên, bạn chụp thử xem nó sẽ bị dội sáng lên, và cái chỗ này nó sẽ không có rõ. Do đó nó cần phải tránh ra một chút để cho cái camera khi nó chụp xuống đây nó không bị dội sáng lên và nó bắt điểm được chính xác hơn đó. Đây là định nghĩa của cái visual. Mấy cái NMT thì các bạn nên lắp ráp mà hàng lên chuyện chán thì các bạn nên có những cái điểm này. Không có thì mấy cái ông mà không làm NMT giỏi thì ông vẫn có thể dùng những cái điểm khác không bắt được. Nhưng mà nên có. Rồi sau đó thì xong rồi mình làm syring, bo xong rồi sắp xếp syring. Có thể đặt logo, tên dự án thì khi nọ rồi bỏ vào đây ha. Đặt thêm những cái ghi chú. Chú vô để khi mà mình ra sản xuất mình đo kiểm rồi mình dễ hơn. Đây mình nhìn vô biết đây nút reset, đây là biết là cái nếp lock đó. Đặt thêm những cái nốt vô đó để mình biết syring top, syring bottom đó. Thì khi làm syring bottom, nếu mà test bia của bạn ở bottom thì bạn nên tránh những cái test bia này ra. Test bia này lúc này là nó hở đầu mà, nếu như mà nó sắp đè lên đây á thì khi ra sản xuất đó, thì những cái test này nó sẽ bị cắt mất ha. Bạn sắp gần đó, nó sẽ bị cắt mất, cắt kiểu này nè đó, nó sẽ bị cắt, cái test nó cũng cắt và cái chữ của mình nó sẽ không còn rõ nữa, có thể mất chữ dần ra mình đọc không được. Rồi, assembly đó, đây là những cái đầu này nè, mấy đầu này mà các bạn vẽ không, bạn không ghi chú rõ ràng là khi người ta lắp dễ bị ngược đó. Ngược cái là đi vô. Ha. Ví dụ đây A, C mà bạn lắp quay ngược lại phát nó đi khác liền. Hoặc này bỏ qua ha. Cái này là setup cái đó thì các bạn tham khảo bên cái phần tài liệu của anh chưa. Còn đây ha. Thì để sản xuất chuyên nghiệp thì mình có thêm cấp nốt. Cấp nốt là những ghi chú về sản xuất, ví dụ như mình cái bo này có mấy lớp, rồi syring màu gì, rồi sản xuất theo chuẩn gì, sonomat ra sao, rồi cái plating bao nhiêu thế nào ha, mình ghi ra những cái nốt này để nhà sản xuất họ đọc, họ làm theo và họ khỏi phải gửi mail, họ tới họ lui. Đó. Ở đây là cái setup. Setup thì mình ghi setup chi tiết vô đây luôn để họ nhìn vô họ biết là cái bo này có bao nhiêu lớp, độ dày bao nhiêu, mình cho impedance 50 ohm hay gì đó thì họ đọc thông tin trên đây để họ sản xuất luôn, họ không hỏi hỏi tới hỏi lui mất thời gian. Ví dụ họ thắc mắc họ gửi email về cho mình
xong mình phải đọc, mình trả lời, mình gửi ngược lại. Và khi mà họ gửi câu hỏi cho mình là họ dừng, họ có thắc mắc, họ gửi câu hỏi cho mình là họ dừng sản xuất và không làm nữa. Chờ khi nào mình confirm họ là cái làm tiếp, thì khi đó nó sẽ mất thời gian, nó không kịp tiến độ nữa. Rồi các bạn có thể thêm cái logo rồi vô đây, cái khung này ha. À, bạn thấy mấy bản vẽ kỹ thuật người ta hay có những cái khung này nè, để biết được là cái bo này dự án tin gì, người thiết kế là ai, ai chịu trách nhiệm gì đó, ký tá rồi vô đây. Này là phần này là làm về document thôi, đang dùng nhau để họ biết. Thì trong quá trình thiết kế mà để cho thiết kế đảm bảo á, thì mình phải review, team mới review tới review lui, sửa chỗ này sửa chỗ kia, chứ không phải mình làm cái là ra được liền á, không phải là cứ theo thứ tự cái bước làm sẽ xong ra liền, mà mình cần phải xem hoặc là có cái cả đội của mình vô review, người này có kinh nghiệm này, người kia có kinh nghiệm kia, để họ góp ý để cho cái sản phẩm của mình là cái thiết kế của mình là tốt nhất. Chứ không khi nào thiết kế mấy cái mạch đơn giản thì nó dễ, từ mấy cái mạch phức tạp thì nhiều khi mình không có thể nắm hết được tất cả mọi thứ. Lĩnh vực thiết kế về điện tử nó rất là nhiều. Mình làm công ty về điện thoại mà bây giờ đưa qua làm một cái công ty thiết kế chuyên về thiết kế đồng hồ thì nó đã khác rồi. Hoặc là chạy qua một cái công ty làm về IoT nó đã khác rồi. Nên mỗi người làm công ty nào, lĩnh vực nào thì sẽ có kinh nghiệm đó thôi. Cần phải bổ sung với nhau để mà đưa ra được cái sản phẩm của mình là tốt nhất. Rồi sau khi xong hết mọi thứ thì mình ra Weber thôi, xuất các bạn phim á, đưa đi sản xuất đó. Thì quy trình của nó thì chỉ có các bước đó thôi, thì các bạn chỉ cần theo các bước đó là được. Các bạn có thể tham khảo thêm về cái DCP Fabrication Process ở dưới đây ha. Thì các cái bước trong cái phần mà sản xuất DCP của nó là vậy. Nó có các cái bước này ha, thì các bạn có thể tham khảo, các bạn có thể lên internet lần sạc phát thì nó cũng có thể ra được các cái này đó, nó các bước sản xuất này ha, để mình xem qua để mình biết được là ở PCB thì cái quy trình thiết kế như thế nào, rồi ra sản xuất nó như thế nào. Mình phải nắm được các cái bước thiết kế là thứ nhất, thứ hai nữa là nắm được các cái câu về sản xuất để mình thiết kế cho nó đúng, chứ không phải là chỉ nói tôi chỉ làm thiết kế thôi, tôi không cần biết sản xuất làm gì hết thì không đúng. Nhưng mà biết sản xuất nữa thì nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho bạn, để khi bạn thiết kế nó sẽ ít có sai sót, đưa ra cái là sản xuất được liền, nó không bị sai sót gì hết. Rồi ngoài ra nó có cái IDC ha, có một số cái tài liệu IDC mà tôi đã cung cấp cho bạn á, thì các bạn có thể về đọc. Thì đây là một cái tổ chức nó chuyên viết ra những cái chuyên viết ra những cái quy tắc, những cái rules về thiết kế đi, về thiết kế điện tử, nói chung là về thiết kế điện tử, như về thiết kế PCB mới như thế nào nè, sản xuất PCB thì có những chuẩn gì, lắp ráp linh kiện, lắp ráp linh kiện thì nó có những cái chuẩn gì, nó đưa ra để mình theo cái đó thì mình làm thì sẽ giảm thiểu được rủi ro. Giảm thiểu rủi ro và sản xuất là tốt nhất. Nó chưa thực sự là hoàn hảo đâu, nhưng mà mình theo những cái rule này thì khi mình ra sản xuất sẽ gặp ít lỗi nhất. Chuyện này là nó bán ha, mấy tài liệu này nó bán không à. Thì tôi hồi xưa tôi làm thì tôi cũng tích góp được một số cái, thì cũng tìm trên internet thôi, share cho các bạn đọc tham khảo. Đó, đây là một số cái tài liệu nè. Ví dụ như về assembly thì nó có một đống tài liệu này. Về solder, về hàng linh kiện thì nó cũng có một đống chữ này ha. Về vật liệu làm assembly nó cũng có một đống chữ, làm PCB nó cũng có một đống chữ này ha. Đó, kể cả làm sạch nè, cleaning, cleanness gì đó, thì các bạn để mà sản xuất được một PCB thì nó có một đống chữ này rất là nhiều ha. Đó, tôi thì làm bao nhiêu năm nhưng cũng không được hết những cái chữ này đâu, chỉ biết một vài cái chữ thôi, nên có rất nhiều cái mình không phải là cái gì mình cũng biết. Thì đây là một số cái chữ ở đây, mình đọc mấy cái chữ IDC. Bây giờ những công ty lớn họ đã bắt đầu áp dụng cái chữ IDC rồi ha, họ dùng cái IDC đó để họ thiết kế.
Rồi nó là giới thiệu cho các bạn về các cái bước làm PCB để cho các bạn nắm ha. Các bạn nắm được những cái đó thì các bạn về đọc thêm nữa, các bạn nắm rồi sau này mình cứ theo đó là mình làm ha. Là nó sẽ ra được cái PCB cho mình. Rồi ở đây ha, trong cái doc này giới thiệu phần doc rồi, nó có một số cái checklist để sau này các bạn thiết kế PCB xong thì các bạn có thể xem các cái checklist đó, nó check những cái gì ha, để mình kiểm soát lại nên nó ít bị lỗi nhất. Và ngoài ra nó có cái mấy cái chuẩn IBC này ha, thì các bạn có thể về đọc thêm mấy chuẩn IBC này, ví dụ như chuẩn về đặt tên cho bắt tắt nè. Chuẩn đặt tên cho bắt tắt, rồi chuẩn đặt tên PCB footprint đó, rồi một số cái chuẩn về thiết kế PCB, rồi chuẩn về lắp ráp linh kiện ha. Ví dụ như là hướng dẫn là lắp linh kiện như thế nào thì nó đúng, đặt mỏ hàng như thế nào cho nó đúng, hoặc là cái mũi kệ hoặc cái mối hàng như thế nào là nó đẹp, nó đúng chuẩn ha. Thì IBC nó cũng có ở Việt Nam rồi, nhà xưa khi mà cách đây cũng mấy năm mà tôi đi hội chợ về công nghệ á thì thấy nó có tổ chức một cái hội thi, có tổ chức thi về hàng mặt PCB này nè, ai mà đoạt giải thì có thể đi thi quốc tế luôn à. Xưa làm như nó thi quốc tế bên Hàn Quốc hay gì á. Các bạn có thể đọc những cái tài liệu này để mình nắm thêm kiến thức, mình hiểu thêm về các cái chuẩn về PCB để khi mình thiết kế cho nó đúng ra sản xuất thì nó sẽ đảm bảo cho mình. Rồi ngoài ra nó có một cái tài liệu là HACCO này. HACCO này là một cái nhà sản xuất PCB thì họ đưa ra cho mình những cái chuẩn. Họ cũng dựa trên IBC để họ làm chuẩn thôi. Đây HACCO, tài liệu này thì nó ít hơn, nó cô đọng hơn cho mình. Này là của một cái nhà sản xuất PCB luôn nên mình đọc nó sẽ dễ hiểu hơn. Thì nó cho mình biết là cái panel đúng không, khi mà bạn thiết kế thì bạn không có thể sản xuất từng mạch riêng lẻ đâu, nhiều khi họ đưa về cho mình từng mạch riêng lẻ nhưng thực tế là họ sản xuất trên nguyên một miếng lớn xong rồi họ cắt ra. Nếu mình không yêu cầu để thành nguyên miếng lớn này thì họ sẽ cắt ra sẵn cho mình thành những cái mạch nhỏ, và thông thường trong sản xuất là người ta làm thành nguyên miếng này chứ người ta không có làm từng từng cái mạch nhỏ đâu. Sau khi người ta làm nguyên miếng này, người ta lắp linh kiện rồi xong xuôi hết rồi ta mới cắt ra. Còn thường thì mình làm ít cái mình đặt hàng thì họ cắt sẵn cho mình, nếu mình không yêu cầu là họ cắt sẵn từng bo hết cho mình. Thì họ hướng dẫn cho mình cách làm cái panel này như thế nào, rồi vật liệu ha, dưới đây là vật liệu đó, có những cái miếng vật liệu kích thước như thế nào, rồi họ có định nghĩa cho layer setup ha, đó lớp FL4 là gì, lớp cách điện là gì, độ dày nè, những cái độ dày cho mình chọn chứ không phải là mình muốn chọn độ dày nào cũng được. Ví dụ như nhà sản xuất này họ làm cái FL4 là cái lớp cách điện á, dày nhất của họ, mỏng nhất á, mỏng nhất là họ chỉ làm được có là 2 mm thôi, nhỏ hơn nữa họ không làm được, hoặc là dày nhất của họ là chỉ là 56 mm thôi, lớn hơn nữa họ không làm được. Đó, cho công ty này thôi nha, nhưng mà những công ty khác á, thì có thể họ sẽ làm được. Đó, thì thằng này nó đưa ra, nếu như bạn muốn đặt hàng sản xuất PCB chỗ chỗ công ty này thì bạn phải xem là cái mạch của mình có đáp ứng được họ có đáp ứng được cái mạch của mình hay không, còn nếu không đáp ứng phải tìm thằng khác ha. Ví dụ như bạn xách cái mạch điện thoại mà bạn gửi cho Kim Sơn, Gia Thành hay Quán Thánh thì họ thua, họ không làm được. Thậm chí những cái mạch hai lớp bình thường mà mình làm những cái chữ không đúng họ cũng trả về nữa. Ví dụ Sonomat mà mình mở có 3 mm hay gì chẳng hạn, hoặc là cái quýt mình làm có 6 mm thôi, nhiều khi họ cũng trả về, họ cũng sản xuất được, khả năng họ không làm được nên họ sẽ không nhận. Đó.
ở đây nó có những cái layer setup nè. Nếu mà các bạn chưa quen cách chọn layer setup như nào, cách sắp xếp các lớp ra sao, thì các bạn có thể tham khảo cái này để bạn đưa ra cái setup cho mình. Các bạn đọc thêm những tài liệu đó. Và nó có một cái là Printed Circuit Handbook. Đó, cái này là tài liệu về PCB, sản xuất PCB. Nó có các phần tập các vấn đề về PCB ở đây. Nó là handbook mà các bạn cần định nghĩa cái gì thì các bạn như đây. Dù FF4 là gì, hay là Shadow Mark là gì, Base Mark là gì, thì các bạn vô đây nó vẫn có các định nghĩa ở trong đây cho các bạn. Nó gần như đầy đủ hết á. Cái cuốn này nó có 1632 trang thôi. Tôi cũng không đọc hết á, cái đó chủ yếu để tra cứu thôi. Rồi. Ngoài ra thì ngoài cái phần mềm là Anthium thì nó có phần mềm là PCB Toolkit. Không biết là trung tâm nó share cái phần mềm đó cho các bạn chưa hả? Dạ có, xe hết à. À, PCB Toolkit nè, rồi cái phần mềm về ghép tool. Đó, thì để check over á, thì đó là một số phần mềm để phụ trợ thêm. Thì cái thằng PCB Toolkit là phần mềm của một cái hãng sản xuất PCB. Thì mình có thể tính toán được, ví dụ như là cái nguồn đó nó chịu được là 5A đi, thì mình có thể tính toán để xem là 5A thì cái độ dày, cái độ rộng của đường mạch mình có vẽ là bao nhiêu. Và mình có thể tính toán được là với cái ria là 10mm, cái riêu là 10mm thì nó chịu được cái dòng là bao nhiêu chẳng hạn. Đó, thì nó có nhiều cái tính toán ở trong đó, thì nó cũng khá là hay nên tôi chia sẻ các bạn. Cái gap tool là phần mềm để checkover thôi. Nhưng mà ở đây chắc mình sẽ dùng cam static, nó cũng giống giống nhau cam static của Appium thôi. Ok, thì đó là phần giới thiệu của buổi đầu tiên á, chủ yếu là mình làm quen giới thiệu về các cái tài liệu học. Bữa sau thì mình sẽ bắt đầu bước vào. Các bạn về các bạn đọc cái đọc trước cái tài liệu là tài liệu thiết kế sơ đồ nguyên lý á, cái tài liệu chính của mình nè. Thiết kế sơ đồ nguyên lý và mô mạch in sử dụng phần mềm Anthium này, các bạn đọc trước ha. Các bạn đọc trước cái tài liệu này, bữa sau mình sẽ bắt đầu học cái bài này. Vô mình làm thực hành lên luôn nha. Là tuần sau, chủ nhật tuần sau học 3 tiếng là về mạch này luôn hả thầy? Chứ chưa dùng Anthium hả thầy? Phải không thầy? Điều luôn chứ, mình vừa học vừa thực hành luôn mà. Dạ, tại em có cài thử rồi mà không biết là đã crack được chưa. Dễ mà, cái đó dễ mà, cứ theo hướng dẫn là làm được không ạ? Vâng. Thì còn lâu mà. Thì chủ nhật này mình nghỉ ha, còn thứ ba tuần sau thì tôi bận rồi. Nên chắc mình sẽ học vào chủ nhật tuần tới nữa á. Rồi để xem để hết tuần sau có thể dự án xong thì có thể sắp xếp bạn học thứ ba chủ nhật luôn nếu được. Thì có gì trung tâm sẽ thông báo lại các bạn sao. Thì trên tinh thần là mình sẽ học hai ngày đó. Đó. Còn nếu như mình chỉ học được ngày chủ nhật thôi thì có thể cái lớp nó hơi kéo dài ra một chút. Thầy tôi cũng dạ, vâng, thầy cho em hỏi một vấn đề với nè. Em à, có cái file Gerber thì có thể nào mà chỉ có mỗi cái file Gerber không ấy, thì có thể nào mà xem được cái layer stack của nó không? Có chứ, biết được chứ, mà mình có thể biết được nhưng mà mình có thể không biết được độ dày. À, em biết muốn xem cái độ dày. Biết... Sao biết được nó đâu có cho không được đâu. Bởi vì là nếu như mà cái số lớp thì em xem được, còn em ý là em muốn xem về cái độ dày thì chắc là đấy là không thể xem được đúng không thầy ạ? Không, từ khi nó có cái file gọi là cái file FastNote giống như lúc nãy trong tài liệu tôi chỉ cho các bạn á. Nếu mà nó có ghi trên đó thì mình có thể đọc trên đó được, còn nhiều thằng nó không có gửi cái FastNote, nó không ghi thông tin của cái startup thì chịu thôi, làm sao biết được. Dạ vâng.
Thầy với lại thầy ơi, thầy giải thích giúp em với cái file ODB nó để làm gì không thầy? ODB á, là nó cũng là cái file Gerber thôi, nó cũng là file Gerber thôi nhưng mà nó xuất đầy đủ thông tin hơn. Nếu mà có file ODB đó thì các bạn có thể import vô và nhiều khả năng mình có thể xem được cái setup của nó, thì nó cũng giống như là một cái mặt thiết kế của mình thôi. Nhưng mà ví dụ như bạn thiết kế bằng phần mềm Antium, hay dùng phần mềm Brutus, hay dùng phần mềm Allegro chẳng hạn, thì bạn bạn dùng cái bo thiết kế của mình đó, bạn đưa cho cái ông sản xuất thì ổng không thể nào đọc được cái file đó hết, trừ khi ổng có phần mềm ổng đọc, đúng không? Đó, thì nó sẽ xuất ra cái dạng là, một là cái dạng Gerber là từng file riêng biệt, còn không thì nó sẽ xuất ra cái ODB đó, thì ổng có thể dùng cái phần mềm CAM 350 hay là cái tool gì đó, đó ổng sẽ import cái ODB đó vô thì ổng sẽ thấy được cái Gerber. Thì cái Gerber đó tùy theo mình xuất ODB và có thể là nó riêng, nó có thể giữ được tên nét hoặc là cái lớp này siêu này kia, nó giống như một cái bo vậy á. Dạ vâng em cảm ơn thầy. Rồi còn các bạn nào có câu hỏi nào nữa không? Các bạn cứ không biết thì cứ hỏi nha, kể cả những cái nhỏ nhặt nhất mình nghĩ là nó cơ bản thì mình cứ hỏi thôi, mình không biết là hỏi thôi, học cái này là không biết là cứ phải hỏi. Mạnh dạn hỏi đi, đừng không ngại gì hết á. Một dự án bình thường thì có làm tới mười mấy lớp không vậy? Bình thường là như thế nào, nó thì vô vàng như lắm. Một dự án tầm trung bình của thầy thôi à? Layout mười mấy lớp thầy tự layout luôn hả thầy? Thường thì những cái bao lớp nó phải nhiều người, chứ còn một mình làm lâu lắm. Sao mình không dùng tool? Tool mà rao luôn à? Không, xưa giờ ta chỉ rao manual thôi, rao tay từng cụm như thôi, chưa bao giờ chạy auto rao cả. Không có dùng tool, kể cả những cái bo của Cisco lên tới mấy chục ngàn nét cũng là dẻ tay hết, không có dẻ auto rao luôn. Thì bên kia đây nó có hỗ trợ những cái làm nhóm với nhau, một cái bo mà có thể mười mấy người làm trên đó cũng được, cùng một lúc kết nối mạng vô, là cứ vô đó là kết nối cái qua mạng LAN á, thì một cái bo có thể chia cho mười mấy người làm cùng một lúc trên cái bo luôn, và nó làm liên tục nhiều khi 6 tháng đến cả năm, và bo của nó có hai mấy ba mấy lớp, nhiều nhất là 38 lớp, mấy chục ngàn linh kiện. Còn những cái bo mà nhỏ nhỏ 12 lớp thì cũng tùy, 12 lớp mà cái số linh kiện nó khoảng tầm ngàn, thì mình có thể một mình có thể thiết kế trong vòng, mình có thể làm trong vòng khoảng chừng một tháng là xong. Hoặc nếu mà tùy nữa, nó khó nói lắm, nó khó nói lắm, thì theo số lượng linh kiện thì nó cái mật độ của nó có dày đặc hay không, nó có nhiều ru hay không. Nhiều như vừa rồi có những cái bò đó cả 1.000, 1.600 linh kiện mà chỉ vẽ có 4 lớp thôi, 1.600 linh kiện vẽ 4 lớp, vẽ trong 2 tuần placement, 2 tuần, 3 tuần xong, chưa tới 3 tuần, do phải chờ khách hàng review này cái nọ sửa sửa. Còn nếu mà làm liền một mạch ngày 8 tiếng thì chắc trong vòng chừng 2 tuần thì xong. Đó. Thì có những cái bo mà nó mười mấy, nhiều khi cái bo đó chỉ có mấy trăm linh kiện thôi nhưng mà có thể lên tới mười mấy lớp. Thì theo thiết kế cái đó cũng khó nói lắm. Nó phụ thuộc vào thiết kế ha. Ok. Rồi, các bạn nào hỏi gì nữa không? Các bạn không cần hỏi gì nữa thì mình sẽ dừng đây ha, cũng khá trễ rồi. Rồi cả ngày làm việc cũng mệt mỏi thì mình cũng thể nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà sau này làm 3 tiếng thì dạy 3 tiếng thì cũng hơi mệt, thì các bạn cũng có chút xíu. Rồi nếu bạn không không hỏi gì nữa thì mình có thể dừng đây ha. Dạ vâng ạ. Rồi, thầy chào các bạn nha. Cảm ơn cho thầy. Hoặc là muốn xoay thì chuột phải những rô tay ha. Xoay cho bạn.
Dạ.